Y đạo quan đồ, trương nhất châm, chương 646, thủ đoạn tương tự. Tống Hoài Minh rời đi không lâu, bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương hẹn gặp Vương Bá Hành. Vương Bá Hành đi vào văn phòng của Kiều Trấn Lương, nội tâm vô cùng thấp thỏm. Tuy rằng như vậy, khi y bước vào phòng, trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt hớn hở bí thư Kiều, trước tiên xin chúc mừng năm mới ngài. Kiều Trấn Lương thản nhiên cười cười, chỉ chỉ vào ghế dựa ở đối diện, nói, ngồi đi. Vương Bá Hành ngồi xuống đối diện Kiều Trấn Lương, ánh mắt hướng lên TV, bí thư Kiều không xem lễ hội đón xuân hà. Kiều Trấn Lương nói, đồng chí Bá Hành, anh có một người em gái ở Mỹ đúng không? Vương Bá Hành gật đầu, nó tên là Vương Quân Giao, vào cuối những năm 60 đã tới Mỹ, ở đó phấn đấu mấy chục năm, cũng tính là có chút thành tựu, hai năm nay đã bắt đầu đầu tư vào trong nước, thành phố giải trí điện ảnh ở núi Thanh Đài Giang Thành chính là nó đầu tư. Đúng rồi, khối đất sân thể dục nam tích cũng là tập đoàn của nó giành được, đang chuẩn bị khai phá thương nghiệp. Kiều Trấn Lương nói, tôi biết, cô ta ở Mỹ làm sinh ý gì. Vương Bá Hành nói, lấy ngành giải trí làm chủ, chuyện cụ thể trên sinh ý thì tôi cũng chưa hỏi nó. Kiều Trấn Lương nói, em gái anh năm đó là thanh niên trí thức tham gia đội ngũ sản xuất ở nông thôn tại thôn Tiểu Thạch Hoa, thành phố Kinh Sơn, tỉnh Bắc Nguyên, những chuyện này anh còn nhớ không? Vương Bá Hành bật cười, bí thư Kiều Ngài sao đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với việc này như vậy? Nói thật, chuyện nó tới nông thôn tham gia sản xuất tôi cũng không rõ lắm. Vào cuối những năm 60 nó rời khỏi quốc nội ra hải ngoại lăn lộn, sau đó liên lạc của hai anh em chúng tôi cơ hồ bị đứt đoạn, cho tới tận sau khi cải cách mở cửa chúng tôi mới lại liên hệ với nhau. Bí thư Kiều, Ngài rốt cuộc đang hoài nghi gì vậy? Nói ra cho tôi biết đi, tôi nhất định sẽ chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận. Kiều Trấn Lương nói, có lời đồn rằng Vương Quân Giao có liên quan tới hành vi rửa tiền của quan viên trong nước. Vẻ mặt Vương bá hành nghiêm lại, y ra sức lắc đầu, không thể nào, tôi rất hiểu nó, nó trước giờ không làm chuyện kinh doanh phi pháp đâu. Kiều Trấn Lương nói, anh rất hiểu cô ta ư, vậy anh biết cô ta vào năm 1967 thông qua phương thức nào để rời khỏi Trung Quốc không? Vương bá hành không nói gì. Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm, Kiều Trấn Lương nói, nhập cư trái phép. Vương Bá Hành thở dài, nói, bí thư Kiều, vào thời đại đặc thù đó, muốn rời khỏi nước không phải là dễ dàng, nó lúc đó còn trẻ, mà người trẻ tuổi thì rất dễ xung động, nó đưa ra lựa chọn như vậy cũng không phải là khó lý giải. Kiều Trấn Lương nói, căn cứ vào những tư liệu mà chúng tôi nắm được trước mắt, đã có thể sơ bố kết luận cô ta có quan hệ rất lớn tới hành vi rửa tiền cho các quan viên trong nước. Vương Bá Hành nói khẽ có chứng cứ không? không phải là tôi bao che cho em gái mình, mà là tôi cho rằng nó không cần thiết phải làm những chuyện này, tài phú của nó căn bản dung không hết, vì sao còn phải mạo hiểm làm chuyện này cho những quan viên trong nước. Kiều Trấn Lương nói, rất nhanh sẽ có. Trương Dương đa nắm được không ít chứng cứ, chỉ cần cậu ta về nước, chúng ta sẽ bắt đầu hành động thu lưới. Vương Bá Hành nói, Bí Thư Kiều, hôm nay ngài giữ mọi người lại, có phải là bởi vì hoài nghi tôi không? Kiều Trấn Lương nói, anh là thính trưởng thính công an Bình Hải, một cán bộ nhận được sự bồi dưỡng của đảng và quốc gia nhiều năm, tôi tin anh có phẩm đức của mình, anh hiểu được trái phải rõ ràng. Vương Bá Hành nói, tôi không làm gì có lỗi với quốc gia, với nhân dân cả. Kiều Trấn Lương nói, đồng chí Bá Hành, tôi hy vọng mỗi một vị cán bộ chúng ta đều dám không thẹn với lương tâm mà nói ra những lời này, có một số việc anh có lẽ không biết, hứa thường đức, đồng đắc chí và em gái anh Vương Quân Giao, trước đây đều từng là thanh niên trí thức của đội tham gia sản xuất ở nông thôn tại thôn Tiểu Thạc Hoa, con trai hứa gia dũng của hứa thường đức trong lúc du học ở mỹ được em gái anh rất quan tâm, con gái của đồng đắc trí hiện giờ cũng đang ở nước mỹ, căn cứ vào tư liệu trong tay chúng tôi, thủ tục đảm bảo xuất ngoại của bọn họ đều là vương quân giao làm giúp, vương bá hành nói, bất kỳ ai cũng có bạn bè, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ phải chịu trách nhiệm về những sai phạm của bạn bè. Kiều Trấn Lương mỉm cười nói, "Con cái của anh cũng đều ở Mỹ, nói thử xem vì sao lại cho chúng tới Mỹ, là để học tâm kinh nghiệm tiên tiến của phương Tây, sau này có thể đền đáp quốc gia tốt hơn, hay là có suy nghĩ gì khác?" Vương Bá Hành nói, "Bí thư Kiều, dưới tình huống có thể cho con cái cơ hội học tập tốt hơn, tôi nghĩ mỗi một người cha người mẹ đều làm như vậy, con gái ngài cũng ở Mỹ du học nhiều năm, còn hứa ra dũng, tôi không hiểu, tôi nghĩ sự hiểu biết của ngài về anh ta chắc là nhiều hơn tôi nhiều." Vương Bá Hành cũng không phải là hạng tầm thường, lời nói của Kiều Trấn Lương càng lúc càng khí thế bức nhân, Vương Bá Hành bắt đầu tiến hành phản kích nhất định. Kiều Trấn Lương nói: "Đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ, có thể làm tất cả cho con cái, nhưng phải giữ vững đường biên ngang là không được tạo thành tổn hại lợi ích cho quốc gia và nhân dân." "Bá hành à, những người làm quan như chúng ta sợ nhất là cái gì?" Vương Bá Hành không nói gì, trên mặt y đã không còn bất kỳ nét cười nào kiều trấn lương nói vãn tiết bất bảo nếu vãn tiết bất bảo quan thanh hòa danh dự cả đời cố gắng có được tất cả sẽ trôi theo dòng nước cho nên tôi hiện tại ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bộ bộ kinh tâm không biết anh có cảm giác như vậy hay không vương bá hành nói không có tôi sắp về hưu rồi đã bắt đầu bàn giao công tác trọng trách này rất nặng tôi gánh lâu như vậy rồi giờ cũng đến lúc nghỉ ngơi kiều trấn lương nói có biết tôi vì sao lại muốn giữ mọi người lại không Vương Bá Hành nói, Bí Thư Kiều có phải đã bắt đầu áp dụng hành động rồi phải không? Kiều Trấn Lương mỉm cười nói, đánh rắn động cỏ, một số hành động nhỏ của cao tầng chúng ta, rất nhiều người ở bên dưới sẽ suy nghĩ ra vô số khả năng. Anh nói một số người có thật giật mình liệu có sợ không, liệu có chủ động đứng ra khai báo hành vi phạm tội của mình không? Vương Bá Hành nói, tôi cả đời làm công an, công tác của ủy ban kỷ luật tôi chưa bao giờ tiếp xúc đến cả. Tâm tình của y lúc này vô cùng hoang mang cũng cực kỳ phẫn nộ, Kiều Trấn Lương rõ ràng đã coi mình là đối tượng tình nghi lớn nhất. Kiều Trấn Lương nói, tôi là người giống như là hạt cát trong mắt vậy, tôi thật sự hy vọng, vào giờ này năm sau, mọi người vẫn có thể ngồi cùng nhau vui vẻ uống rượu tâm sự. Vương Bá Hành lắc đầu, nói, không thể đâu, rất nhiều lão đồng chí, bao gồm cả tôi đều phải về hưu rồi. Kiều Trấn Lương cười ha ha nói, Bá Hành à Bá Hành, anh là không có lòng tin đối với tôi hay là không có lòng tin đối với chính bản thân mình? Trương Dương nhấc chân đá văng xong cửa sắt ở phía trước, bên ngoài chính là Hà Đạo, hắn nhìn nhìn ra ngoài, xác định không có ai mai phục, lúc này mới vẫy vẫy tay với Triệu Thiên Tài, hắn lo lắng cái máy tính ở trong túi, bên trong ghi lại rất nhiều bí mật của đường hương sinh, liên quan tới rất nhiều quan viên của thành phố Nam Tích, máy tính sẽ không bị nhúng nước chứ. Triệu Thiên Tài cười nói, có túi chống nước rồi, không sao đâu, cho dù là vào nước thì tôi cũng đã ghi lại những số liệu quan trọng ở bên trong vào trong đĩa CD rồi, không lo bị mất đâu. Hai người từ cửa sổ nhảy xuống sông, triệu thiên tài cũng là một kiện tướng bơi lội, hai người không bao lâu sau liền bơi tới bờ bên kia của sông nhỏ, đi lên tới đê, bọn họ nhanh chóng cởi quần áo đã ướt súng, từ trong bọc hành lý phòng nước mang theo tùy thân lấy ra quần áo khô để thay, triệu thiên tài nói, chúng ta đi đâu đây? Trương Dương nói, liên hệ với nghị sĩ Sa Tuy rằng đã hẹn với thư anh Hằng rằng sau khi vây sẽ liên lạc với y, nhưng có kinh lịch bị vây ở sứ quan hôm nay, Trương Dương không muốn làm liên lụy tới người khác nữa. Triệu Thiên Tài gật đầu, gã nhắc nhở Trương Dương, vị nghị sĩ này có thể sẽ bán đứng chúng ta đó. Trương Dương nói, nếu hắn có gan thì cứ làm. Trạng thái rằng co ở trước cửa lãnh sự quán vẫn chưa được giải trừ, sau khi trải qua một phen truy đuổi kịch liệt, chiếc xe Jeep Toyota mà Sở Yên Nhiên lái cũng bị cảnh sát chặn đường, kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì, Mai đã nhận thấy được chuyện này rất không ổn. Hai chiếc xe lao ra toàn bộ đều là mồi nhử, hồng dẫn dụ một bộ phận của bọn họ ly khai, phía Trung Quốc sẽ không nhảm chán tới mức như vậy, bọn họ nhất định có động tác. Lúc này tổng lãnh sự thư Anh Hằng phía Trung Quốc cuối cùng cũng đồng ý để bọn họ dẫn một tiểu đội tiến vào kiểm tra lãnh sự quán, Mai nhận được tin tức này chẳng những không cảm thấy cao hứng, ngược lại thấy chuyện không ổn, chẳng lẽ Trương Dương đã rời khỏi lãnh sự quán, bằng không thư Anh Hằng sao lại để cho hắn vào tìm kiếm, chuyện đã đến nước này chỉ có thể trơ mặt ra mà làm tiếp. Mai biết, nếu ở trong lãnh sự quán không tìm thấy Trương Dương, hắn chắc chắn sẽ đối mắt với vấn đề phải xin lỗi phía Trung Quốc. Mà sau khi phía Trung Quốc được lý, khẳng định sẽ tiến hành kháng nghị lên bộ môn thượng cấp của hắn. Mai trước khi dẫn tiểu đội vào lãnh sự quán Trung Quốc đã phân phó, kiểm tra chặt chẽ các sân bay, nhà ga, bến tàu, quyết không thể cho Trương Dương rời khỏi đây. Nhất là trọng điểm theo dõi nhà của Margaret. Margaret lúc trước đã chuẩn bị an bài cho Trương Dương ngồi máy bay riêng của bà ta để rời khỏi đây, nhưng dưới tình thế này, máy bay riêng của bà ta căn bản không có bất kỳ khả năng nào được bay. Khi cảnh sát New York và FBI liên thủ bày ra thiên la địa võng, Trương Dương và Triệu Thiên Tài đã ngồi ở trong ô tô mà nghị sĩ Sademon an bài. Sademon nhìn hai người Trung quốc, người Trung quốc trẻ tuổi này, hận không thể lập tức làm thịt họ, nhưng trong tay đối phương có chứng cứ của hắn. Sademon ném chuột sợ vỡ đồ hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sa đêm mông nói, 3 giờ chiều hôm nay, máy bay tư nhân của tôi sẽ đưa các anh tới Mexico. Trương Dương nói, cảm ơn sự giúp đỡ của ông, chỉ cần chúng tôi an toàn đến Mexico, tôi sẽ tiêu hủy toàn bộ những thứ đó. Sa đêm mông gật đầu, hắn nói khẽ có vấn đề tôi muốn hỏi anh, vì sao lại nhầm vào tôi? Là bởi vì chương trình nghị sự mà tôi đề xuất ư. Thằng ôn này hiển nhiên là nghĩ quá rồi, hắn luôn là phần tử cứng rắn, Sắp tới lại sẽ đề xuất chương trình nghị sự chế tài kinh tế đối với Trung Quốc, đã đạt được sự ủng hộ của không ít nghị sĩ. Sa Mông liên tưởng đến chuyện này là rất bình thường, hắn cho rằng Trương Dương là một gián điệp Trung Quốc, mục đích lần này tới nước Mỹ chính là nhắm vào hắn. Sa Mông không ngờ mình là tự tác đa tình, Trương đại quan nhân gặp hắn ở tháng năm đỏ căn bản chỉ là trùng hợp. Trương Dương đâm lao phải theo lao, nói tôi nghĩ nghị sĩ tiên sinh chắc là cân nhắc tới lợi ích lâu dài giữa Trung và Mỹ bất kỳ một đề án bất lợi nhắm vào Trung Quốc nào cuối cùng cũng sẽ làm tổn hại tới lợi ích của song phương, không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho quý phương cả. Rất nhiều ngôn luận mà thằng ôn này nói ra đều là nghe được từ CCTV, hắn không có trình độ cao như vậy, có thể đứng ở độ cao quan hệ giữa hai nước với nhau mà nói. Sa đêm mông nói, tôi sẽ cân nhắc lại chương trình nghị sự này. Trương Dương mỉm cười nói mỉm cười nói, nghị sĩ nếu có cơ hội, hoan nghênh anh tới Bình Hải của chúng tôi làm khách, tôi tin rằng anh chỉ có tự mình tới Trung Quốc mới hiểu được về mảnh đất này, thằng ôn này thuận tiện làm giao lưu chính trị. Sa đêm mông hận Trương Dương đến ngứa răng, hắn tuy rằng không cam lòng bị đối phương áp chế, nhưng hiện tại dưới loại tình thế này, hắn không thể không cúi đầu, hắn gật đầu, nói, được, nếu có cơ hội, tôi nhất định đi sẽ tới viếng thăm Trung Quốc. Trương đại quan nhân rất rộng rãi vươn tay về phía hắn, hy vọng chúng ta về sau có thể trở thành bạn tốt, làm ra được những cống hiến đối với việc thúc đẩy quan hệ Trung Mỹ. Sa Mông nắm tay Trương Dương, trong lòng giống như bình ngũ vị hương, ngọt bùi cay đắng, cảm giác này cực kỳ phức tạp. Loại chính khách đa mưu túc trí như Sa mông, vào thời khắc mấu chốt có thể quyết tâm hạ động thủ, nhưng hắn lại nghĩ chuyện này quá phức tạp, cho rằng Trương Dương có ảnh và ghi âm bất nhã của hắn, mục đích chính là thay đổi chương trình nghị sự của hắn, ở sau lưng Trương Dương có một tổ chức khổng lồ chống lưng cho hắn. Chuyện này rất phiền phức, Sa Demông không dám tùy tiện xuống tay với Trương Dương, xử lý Trương Dương cũng không thể bảo đảm mình được bình an vô sự, Sa Demông đã cân nhắc nhiều lần, cuối cùng quốc định giúp Trương Dương rời khỏi nước Mỹ. Thằng ôn này là một ôn thần, tốt nhất là mau mau tống hắn đi. Cuộc tìm kiếm của Mai ở lãnh sự quán Trung Quốc hoàn toàn không đạt được kết quả gì, thái độ của lãnh sự thư anh Hằng phía Trung Quốc lập tức biến thành cực kỳ cứng rắn, y kháng nghị với Mai, kháng nghị hắn hôm nay vây kín lãnh sự quán mặt mày mai biến thành xám xịt. Thật ra trước khi hắn điều tra lãnh sự quán đã có chuẩn bị tâm lý với kết quả này, mấu chốt của sự việc là ở trên người Trương Dương, không bắt được Trương Dương, hắn trên đạo lý không thể đứng vững, người ta gây khó dễ với hắn là chuyện tất nhiên. Mai cũng tính là nâng lên được thì bỏ xuống được, ở ngay tại chỗ tỏ vẻ xin lỗi thưa anh Hằng, dẫn thủ hạ của hắn vội vàng kết thúc công việc. Về phần Bạch Trí Quân, hắn cũng không dám tiếp tục gây khó dễ, hạ lệnh phóng thích Bạch Trí Quân sau khi đi mai dẫn thủ hạ rút đi, thư anh hằng thở phào nhẹ nhõm. chuyện lần này quả thực rất hiểm, dù sao bọn họ cũng đang ở trên đất của người mỹ. đám đặc công fbi này không có lỗ hổng nào là không chui vào được. Ý, ý thức được rõ ràng chuyện này vẫn chưa xong, trương dương một ngày chưa rời khỏi nước mỹ, chuyện này vẫn sẽ chưa kết thúc. nhưng trương dương từ sau khi trương dương bỏ chạy từ ống dẫn nước thì vẫn chưa liên hệ lại với thư anh hằng. thư anh hằng cảm thấy có chút bất diệu. Thằng Ôn này chắc không phải là đã rơi vào tay FBI rồi chứ? Bất kể là tình huống hiện tại của Trương Dương như thế nào, ít nhất hắn đã không ở trong lãnh sự quán, việc khẩn cấp trước mắt dẫu sao cũng đã được giải quyết. Phía Sở Yên Nhiên cũng không nhận được điện thoại của Trương Dương, Sở Yên Nhiên đứng ở trong văn phòng tổng bộ của tập đoàn tài chính Benin ở Manhattan, ngây ngốc nhìn ra ngoài kia, buồn bã mất mát, bầu trời New York u ám, một trận gió tuyết lại sắp đến. Cảnh vật ở trước mắt cô ta trở nên mông lung nhưng là bởi vì nước mắt tràn mi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa sở yên nhiên vội vàng rút khăn tay ra lau nước mắt nói vào đi quan chỉ tình từ bên ngoài bước vào cô ta liếc một ái là nhìn ra sở yên nhiên vừa mới khóc ánh mắt cũng hướng ra ngoài cửa sổ nói khẽ bên ngoài đang có tuyết rơi sở yên nhiên nói không biết anh ấy có bình an rời khỏi đây hay không quan chỉ tình an ủi cô ta phó công của anh ta lợi hại như vậy Cảnh sát nước Mỹ khẳng định là không thể nào bắt được anh ta, lúc trước ở Buffalo, nhiều cảnh sát như vậy tiến hành truy kích vây bắt anh ta mà anh ta còn thong dong chạy thoát, hôm nay có nhiều người giúp như vậy, anh ta nhất định sẽ không sao đâu. Sở Yên Nhiên cười trông rất miễn cưỡng, tuy rằng cô ta cũng tin chắc rằng Trương Dương không sao, nhưng cô ta vẫn rất lo lắng. Quan Chỉ Tình nói, sau này định thế nào? Sở Yên Nhiên lắc đầu, nói, không biết, tôi không biết nên đối mặt với anh ta như thế nào. Quan chỉ tình nói, nếu không nghĩ tới điểm tình cảm của anh ta quá lan tràn, anh ta cũng là một người không tồi. Trương Dương vì cố giai đồng, có thể bất chấp sinh tử tới nước Mỹ, bất chấp tất cả cha ra chân tướng cô ta bị hại, cũng vì cô ta mà báo thù, đủ thấy Trương Dương là người có tình nghĩa, nhưng hắn đối với cố giai đồng có tình có nghĩa, nhưng khiến sở yên nhiên đối với tình cảm mà bọn họ từng có sản sinh ra một loại cảm giác không thể ác định, cô ta thậm chí không thể xác định Trương Dương có phải là đã thật sự yêu mình hay không, tình cảm mà bọn họ từng rốt cuộc có phải là thật hay không? Sở Yên Nhiên nói, anh ta có thể bình an là tốt rồi, có lẽ chúng tôi vẫn có thể làm bạn. Quan chỉ tình rất thấu hiểu Sở Yên Nhiên, biết rằng tình cảm của cô ta đối với Trương Dương vẫn rất sâu đậm, nếu không thì lúc trước cũng sẽ không ra mặt nhờ mình đi giúp Trương Dương. Quan chỉ tình nói khẽ cô không quên được anh ta, đã không thể quên, hay là cứ để thuận theo tự nhiên đi, đừng mâu thuẫn, cũng đừng đề phòng, mặc cho tình cảm tự nhiên mà phát triển tôi nhìn ra rằng tình cảm của cô đối với anh ta rất sâu đậm. Sở yên nhiên lạnh lùng nói, tôi không tin. Đêm giao thừa rất nhiều người đều đứng ngồi không yên, một số tin tức lan ra, tiền cục trưởng công an thành phố Nam Thích Đường Hưng Sinh bị giết ở nước Mỹ, chứng cứ mại y nắm trong tay đã được đưa về nước, một số chứng cứ liên quan tới rất nhiều quan viên, nhất thời quan viên thành phố Nam Thích ai ai cũng cảm thấy bất an. Tình trạng sức khỏe của tiền phó thị trưởng thường vụ Trần Hảo rất kém, sau phẫu thuật ung thư phổi không lâu ở trong cơ thể lại phát hiện chuyển dịch tuyến dịch lympha, đây có thể là cái tết cuối cùng trong cuộc đời y. Có lẽ người nhà gã cũng đã dự kiến được chuyện này, đêm 30 hôm nay đưa gã từ bệnh viện về nhà, khác hẳn với tràng diện đông như chảy hội năm ngoái, năm nay trong nhà họ lạnh lẽo hơn nhiều, chính xác mà nói trừ thằng cháu ngoại Thạch Thắng Lợi ra, căn bản không có ai tới đây chúc tết. Từ điểm này mà nói, Thạch Thắng Lợi vẫn tính là có lương tâm, Trần Hạo rất cảm động tình cảm của gã trước đây không yếu đuối như vậy, nhưng người ta không ở trong khốn cạnh, cho dù là một hành động nhỏ bé không đáng kể cũng rất dễ khiến người ta cảm động. Khi người nhà đã đi ngủ hết, Trần Hạo một mình nhìn vào TV, gã đã nghe nói tới lời đồn ở bên ngoài, đường hưng sinh đã chết, các tài liệu ghi lại hành động tham ô của quan viên nam tích trong tay y tất cả đều bị quốc gia nắm giữ. Mấy ngày nay, trong đầu gã thường xuyên nhớ lại chuyện trước đây, Trần Hạo cho rằng, gã sở dĩ có ngày hôm nay tất cả đều là báo ứng, trước đây gã cho rằng mình đã nhận được bảo ứng đáng có rồi có thể an ổn mà chết tuy rằng không nhìn thấy không nghe thấy nhưng gã có thể tưởng tượng sau khi mình chết trên lễ truy điệu các lãnh đạo sẽ khẳng thành tích công tác mà cả đời gã cần mẫn thực hiện nhưng hiện tại thì gã đột nhiên ý thức được mình đã không có cơ hội đó nữa rồi chuyện đã qua thủy chung không thể nào che giấu được bất kể là sớm hay muốn cuối cùng cũng sẽ có ngày bị đưa ra ánh sáng con người ta khi sắp đối diện với tử vong tư tưởng sẽ có chuyển biến lớn trần hạo chính như vậy Gã bắt đầu ngẫm lại bản thân, gã bắt đầu cảm thấy hối hận vì một số chuyện mà mình đã làm trong quá khứ, gã cảm thấy mình nên làm gì đó. Trần Hạo cứ như vậy ngồi cô độc, tay gã run rẩy cầm điện thoại, Trần Hạo ấn số của tỉnh trưởng Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh lúc này đang bế một đứa bé mới sinh, là con trai của Y và Liễu Ngọc Oánh. Tống Hoài Minh đã tới tuổi trung niên lúc này cười như một đứa trẻ con, chỉ có ôm một sinh mệnh mới ở trong lòng, y mới ý thức được mình mong chờ sự ra đời của đứa bé này như thế nào, mới có thể thông cảm được nỗi khổ mà vì sao vợ mình lúc trước kiên chỉ muốn giữ lại đứa bé này. Hai mắt tống hoài minh ươn ướt, y đưa lại đứa bé đang khóa que que cho mẹ vợ, kích động nói với hộ sĩ, vợ tôi sao rồi. Hộ sĩ cười nói, tỉnh trưởng Tống yên tâm, phu nhân rất khỏe, đợi lát nữa sẽ quay lại. Nhìn thấy hai mẹ con đều bình an, mẹ vẽ Liễu Dương chỉ cũng quên đi chuyện không vui vừa rồi, ôm lấy đứa cháu, cười không khép miệng lại được. Tiếng chuông điện thoại lay tỉnh Tống Hoài Minh, hôm nay đối với Bình Hải mà nói là một ngày không tầm thường, y vốn cho rằng là tỉnh Lý gọi tới, nhưng cầm lên mới biết người gọi tới là tiền phó thị trưởng thường vụ thành phố Nam Tích Trần Hảo. Giọng nói của Trần Hạo tràn ngập bất an, tỉnh trưởng Tống, tôi là Trần Hạo của thành phố Nam Tích. Tống Hoài Minh cười nói, Trần Hạo à, chào anh, chúc mừng năm mới. Trần Hạo run giọng nói, tỉnh trưởng Tống, tôi, tôi có tội. Nụ cười của Tống Hoài Minh đông cứng lại ở, nói khẽ anh đừng khẩn trương, có chuyện gì cứ nói với tôi. Trần Hảo ổn định lại tình tự một chút rồi nói, tôi muốn vạch trần hành vi phạm tội, làm trái pháp luật, làm loạn kỳ cương, tham ô, nhận hối lộ của bí thư thị ủy thành phố Nam Tích từ Quang Nhiên. Tống Hoài Minh cả kinh, tuy rằng y đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với hành động lần này của Kiều Trấn Lương, nhưng manh mối mới lộ ra của chuyện này khiến y chấn kinh không thôi, từ Quang Nhiên là bí thư thị ủy thành phố Nam Tích, là một người khá quan trọng trên chính Bình Hải, một người lãnh đạo nắm trong tay hơn 800 vạn nhân khẩu Nam Tích. Nếu như y có hành vi tham ô nhận hối lộ, vậy thì cả chính đàn Nam Tích, không, phải nói là toàn bộ chính đàn Bình Hải chắc chắn sẽ phải nghênh đón một cơn bão tố. Tống Hoài Minh nhìn thoáng qua con trai mình, trong ánh mắt y tràn ngập vẻ ái náy. Mẹ vợ Liễu Trường chỉ từ ánh mắt của Tống Hoài Minh đã hiểu được gì đó, thở dài nói, cậu đi đi, công tác quan trọng hơn, không thể chậm trễ được. Tống Hoài Minh gật đầu, y nói khẽ cha, mẹ, chiếu cố cho Ngọc Oánh giúp con, con sẽ trở lại sớm. Phụ trách theo dõi hải sắt phu nhân là cục trưởng trình diễm đông của phân cục công an Hà Tây thành phố Nam Tích. Gã sau khi nhận được mệnh lệnh của thượng cấp đã xuất lĩnh nhân viên công an vây quanh biệt thự của hải sắt phu nhân. Một đêm này phía hải sắt phu nhân Thủy Trung không có bất kỳ động tĩnh gì. Khi trời lờ mờ sáng, cục trưởng công an Triệu Quốc Cường gọi điện thoại tới, Hỏi tình huống bên này, Trình Diễm Đông nói, bên trong không có động tĩnh gì, vào lúc không giờ có hai người bắn pháo, còn đặc biệt nhìn về phía chúng tôi. Cho tới hiện tại vẫn không có ai ra vào. Triệu Quốc Cường nói, vất vả rồi, nhất định phải theo dõi sát cô ta, cấm không cho bất kỳ ai ra vào. Trình Diễm Đông nói, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ theo dõi kỹ bọn họ. Ngay khi gã và Triệu Quốc Cường đang nói chuyện, ba chiếc ô tô Chrysler treo biển nước ngoài chậm rãi lái tới trước biệt thự. Khi còn cách cửa lớn 200 thước thì bị cảnh sát cản lại. Trình Diễm Đông nhìn thấy có tình huống phát sinh, vội vàng chạy tới, cửa xe của chiếc xe đầu tiên chậm rãi hạ xuống, một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh dùng tiếng Trung Quốc lão luyện nói, "Vì sao lại cản đường chúng tôi? Chúng tôi là người của lãnh sự quán Mỹ trú tại Thượng Hải Trung Quốc, trong chiếc xe ở giữa có lãnh sự tiên sinh của chúng tôi." Cảnh sát chạy ra chặn đường nghe thấy đối phương có lai lịch lớn như vậy thì cũng có chút ngây ra, ánh mắt nhìn về phía Trình Diễm Đông. Trình Diễm Đông nói, bởi vì xảy ra một số chuyện, bộ môn bên trên đã nghiêm cấm bất kỳ ai ra vào khu vực này. Cửa của chiếc xe ở giữa mở ra, tổng lãnh sự Adele của lãnh sự quán Mỹ trú tại Thượng Hải vẻ mặt giận dữ, hắn lấy giấy chứng nhận của bản thân ra đưa cho Trình Diễm Đông, lớn tiếng nói, hải sắt phu nhân là bằng hữu của tôi, vợ chồng tôi nhận lời mời của bà ấy tới làm khác, chẳng lẽ không được qua à? Các anh làm như vậy là miệt thị đối với nhân quyền, tôi muốn kháng nghị, tôi muốn đề xuất kháng nghị với bộ ngoại giao của các anh. Trình Diễm Đông biết chuyện này khá là khó giải quyết, gã vẫn kiên trì nói, xin lỗi, lãnh sự tiên sinh, nơi này là Trung Quốc, xin ông tôn trọng quy tắc của chúng tôi. Adele lớn tiếng nói, tôn trọng quy tắc của các vị ư. Tôi hiện tại muốn vào thăm bạn của tôi, anh muốn chế tạo tranh chấp quốc tế à? Tranh chấp ở ngoài biệt thự tất nhiên dẫn tới sự chú ý của hải sắt phu nhân, cô ta mỉm cười nhìn tình cảnh bên ngoài, nói khẽ, người có kế trương lương, ta có thang vượt tường, cũng là lãnh sự quán, nhưng lãnh sự quán Mỹ thì cứng rắn hơn nhiều. Long quý nói, phu nhân, nên đi rồi. Hải sắt phu nhân gật đầu. Trình Diễm Đông đã đoán được mục đích tới đây của Adele, hải sắt phu nhân có quốc tịch Mỹ, Adele chắc là muốn giúp cô ta thoát thân, cấp trên đã ra lệnh cho gã phải nghiêm cấm tất cả mọi người ra vào nơi này. Trình Diễm Đông trên nguyên tắc kiên chỉ tuyệt không thoái nhược, gã trả lại giấy tờ của Adele cho hắn, nói lãnh sự tiên sinh xin lỗi nếu ông có ý kiến thì có thể tiến hành kiện lên bộ môn bên trên của chúng tôi tôi là nhân viên công an chấp hành mệnh lệnh là bổn phận của tôi trước khi chưa nhận được thông chi của thượng cấp tất cả mọi người đều không được phép ra vào nói xong gã liền chui vào xe cảnh sát của mình adele chửi mắng cũng được gã chỉ coi như không thấy hải sát phu nhân nhìn ra tình hình bên ngoài có chút không đúng cảnh sát căn bản không để ý tới những người đó của lãnh sự quán nước mỹ kiên trì cản xe của họ lại ở bên ngoài. Hải sát phu nhân nói, những cảnh sát này cũng khó đối phó đấy. Tất cả những gì ở trước mắt đã cho thấy, bộ môn tương quan đã quyết định xuống tay với cô ta. Long quý nói, phu nhân, chúng ta đi thôi. Ngay khi trình diễm đông đang rằng co với đám người Mỹ đó, thì biệt thự bốc cháy, ánh lửa ngút trời. Tất cả mọi người đều ngây ra, không ai biết được vì sao biệt thự lại bốc cháy. Trình Diễm Đông có phản ứng đầu tiên, lập tức gọi điện thoại gọi nhân viên phòng cháy chữa cháy tới cứu hỏa, còn họ thì chạy tới trước biệt thự, một chiếc xe jeep từ bên trong gara của biệt thự phóng ra, điên cuồng lao về phía cảnh sát đang chạy tới cứu hỏa, tất cả mọi người đều nhao nhao né tránh, xe jeep xông ra con người ở bên ngoài biệt thự. Một chiếc xe cảnh sát cố gắng chặn nó lại nhưng bị đâm cho bay ra. Trình Diễm Đông giận dữ hết, đuổi theo nó. Cảnh sát đều lên xe, lần này bọn họ tới có tổng cộng 4 chiếc xe cảnh sát, trừ hai cảnh sát ở lại hiện trường ra, tất cả đều những người khác tất cả đều đuổi theo chiếc xe Jeep đào tàu đó. Đám người của lãnh sự quán Mỹ tất nhiên là không có ai thèm bận tâm, tổng lãnh sự Adele ngây ngốc nhìn ngôi biệt thự đang bốc cháy ở phía trước, lầm bầm trong miệng, tôi muốn kháng nghị, tôi muốn đề xuất kháng nghị nghiêm chỉnh với chính phủ của các vị. Hải sát phu nhân không hề ở trong chiếc xe Jeep đó, con người ta luôn biết nghĩ cho an nguy của mình, trước khi xây biệt thự, cô ta đã để lại cho mình một đường lui, lúc ban đầu cô ta vốn định mượn lãnh sự quán Mỹ để giúp mình rời khỏi đây, chỉ cần thuận lợi đến lãnh sự quán, cô ta sẽ được che chở. Nhưng sự kiên trì của Trình Diễm Đông khiến kế hoạch của cô ta sụp đổ, vì thế cô ta bảo lái xe lợi dụng xe jeep di rời sự chú ý của cảnh sát, còn mình thì từ thông đạo ngầm của biệt thự đi tới một ngôi biệt thự khác cách đó không xa, từ đó ngồi trên một chiếc satana bình thường ung dung bỏ đi. Thủ pháp của hải sắt phu nhân tương tự như Trương Dương lúc trước rời khỏi lãnh sự quán New York, có điều khó khăn mà Trương Dương phải đối mặt thì lớn hơn cô ta rất nhiều. Khi Trình Diễm Đông dẫn công an cảnh sát đuổi theo được chiếc xe Jeep đó mới biết được đã trúng kế điệu hổ ly sơn của hải sát phu nhân. Hải sát phu nhân xoay người lại, nhìn tòa biệt thự đang bốc cháy cách đó không xa, thấp giọng thở dài, một căn nhà đẹp như vậy tự dưng lại không còn nữa. Long quý phụ trách lái xe nói khẽ, nhà không còn có thể xây lại, non xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Hải sát phu nhân lắc đầu, cầm điện thoại bấm một dãy số, sau đó nói khẽ chuyện bại lộ rồi, chú Lê đã chết, đường hương sinh đã khai tất cả những gì mà hắn biết ra rồi. Trong điện thoại truyền đến một giọng nam trầm thấp, tôi đã sớm đã cảnh cáo cô rồi, đừng bị thù hận che mờ hai mắt, cô vì báo thù mà khăng khăng làm theo ý mình, khiến chúng ta phải chịu tổn thất lớn cỡ nào. Hải sát phu nhân lạnh lùng nói, chuyện không phải xảy ra với ông, nếu người chết là thân nhân của ông, ông sẽ nghĩ sao? Ông sẽ làm thế nào? Tôi muốn cô biến mất, lập tức biến mất, xóa hết tất cả những gì có liên quan tới cô ở quốc nội. Không, hải sắt phu nhân giết lên. Trong điện thoại truyền đến một tiếng cười lãnh khốc của đối phương, cô có thể nói không, nhưng cô đừng quên, ở trên đời này, cô còn có một đứa con trai. Đối phương nói xong lập tức dập máy. Hải sắt phu nhân nắm chặt điện thoại, ngây ngốc ngồi đó, một lúc sau vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Long Quý vừa lái xe vừa qua kính phản quang lo lắng nhìn chủ nhân của mình. Hải sát phu nhân trầm mặc chừng hơn 10 giây rồi nói khẽ, "Rời khỏi nơi này." "Rời khỏi nơi này." Chương 647, sinh tử huyền cơ. Trương Dương và Triệu Thiên Tài dưới sự giúp đỡ của Sademon thuận lợi đến Mexico, từ nơi đó bọn họ bay trở về Thượng Hải. Bất kể là phía Trung hay là phía Mỹ cũng không ngờ Trương Dương lại dùng một loại phương thức như vậy để về nước. FBI càng không thể nào ngờ rằng lại có một nghị sĩ cung cấp sự giúp đỡ cho bọn Trương Dương, hơn nữa vị nghị sĩ này còn là phần tử kiên định. Ra khỏi sân bay, bầu trời mờ mịt, trong không khí đâu đâu cũng đều tràn ngập mùi khói pháo, đây là mùi vị năm mới thuộc về Trung Quốc. Trương Dương tới bốt điện thoại công cộng, đầu tiên là gọi điện thoại cho Sở Yên Nhiên, bình tĩnh nói anh đã về nhà rồi. Sở Yên Nhiên cầm điện thoại, không nói gì, nhưng không lâu sau Trương Dương nghe thấy tiếng thúc thít của cô ta. Hắn nói khẽ yên nhiên. Sở Yên Nhiên vẫn không nói gì, lặng lẽ dập máy. Triệu Thiên Tài đứng ở một bên chờ Trương Dương, Trương Dương nói với hắn, anh không báo bình an với gia đình à? Triệu Thiên Tài lắc đầu nói, tôi không còn người thân. Trương Dương nói, đi thôi, có lẽ tôi sẽ giúp anh mở một cửa hàng sửa xe. Triệu Thiên Tài cười nói, tôi vẫn chưa nghĩ xong cuộc sống về sau sẽ như thế nào, có lẽ tôi có thể ở bên cạnh anh mưu cầu một phần chức nghiệp. Trương Dương và Triệu Thiên Tài trực tiếp tới Đông Giang, Cố Doãn chỉ biết được tin tức Trương Dương từ nước Mỹ trở về, cũng tới văn phòng của Kiều Trấn Lương ngồi đợi. Trương Dương và Triệu Thiên Tài hai người trẻ tuổi tuy rằng phong trần mệt mỏi, nhưng bọn họ vẫn tinh thần phấn chấn, Trương Dương đưa cái đĩa có ghi bí mật của đường hưng sinh cho Kiều Trấn Lương. Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương vẻ mặt cũng ngưng trọng, tiền phó thị trường thường vụ thành phố Nam Tích Trần Hảo không chịu nổi áp lực đã chủ động đầu thú, hai ngày nay đã khai ra không ít sự thật phạm tội, ở Nam thích Tập đoàn lợi ích lấy từ quang nhiên cầm đầu liên đới rất sâu rộng, mức tham ô khiến người ta nghe mà giận cả người. Phần lớn những gì mà Trần Hạo tiết lộ đều có liên quan đến từ quang nhiên, y không phải là nhân vật trung tâm của tập đoàn lợi ích, đường hưng sinh mới là nhân vật trung tâm của tập đoàn lợi ích này. Tư liệu mà y nắm giữ so với Trần Hạo thì nhiều hơn rất nhiều, Kiều Trấn Lương tay cầm cái đĩa đó, nói khẽ vất vả cho cậu rồi. Trương Dương nói, trong tỉnh có không ít quan viên tham ô nhận hối lộ, Bọn họ đem tiền tài bất nghĩa tham ô được thông qua con đường của Vương Quân giao chuyển ra nước ngoài, Vương Quân giao và chú Lê là quan hệ hợp tác, bọn họ ở nước Mỹ kinh doanh một mạng lưới rửa tiền cực lớn, đặc biệt phụ trách biến chỗ tiền này từ đen thành trắng, ở giữa kiếm chắc được lợi nhuận rất lớn, Đường Hưng Sinh không chịu nổi sự bóc lột, y lợi dụng những chứng cứ nắm được trong tay này uy hiếp ngược lại một số quan viên trong nước có liên quan đến y. Đám quan viên này không chịu nổi bị bắt bí, cho nên trực tiếp tìm tới chú Lê, muốn trừ bỏ đường hương sinh. Kiều Trấn Lương giận dữ nói, những quan viên này có khác gì cường đạo. Trương Dương liếc cố doãn chi một cái, bí thư cố, chú Lê trước khi chết đã thừa nhận là vương quân giao sai người xuống tay với giai đồng, hòng từ đó dẫn dụ chúng ta tới nước Mỹ, sau đó xuống tay với từng người trong chúng ta. Cố doãn chi không nói gì, trong mắt tràn ngập vẻ bi thương. Kiều Trấn Lương nói khẽ, vương quân giao mất tích rồi, nữ nhân này rất giảo hoạt lợi dụng phương pháp kim thiền thoát xác chạy thoát khỏi vòng vây của công an cố cô doãn chi nói tôi đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao cô ta lại lựa chọn xuống tay với gia đình chúng tôi giữa tôi và vương bá hành và cô ta không hề có bất kỳ ân oán gì trương dương nói tôi dám chắc rằng giữa cô ta và hứa gia dũng và hứa thường đức khẳng định có quan hệ mà người ta không biết lúc trước cô ta và y cùng nhau xuống nông thôn sản xuất nhất định là có tình cảm kiều trấn lương nói tôi đã hỏi vương bá hành rồi miệng y rất kín xem ra y đối với chuyện vương quân giao rửa tiền không biết gì cả cố doãn chi nói y là anh trai của vương quân giao có lẽ vương quân giao không muốn để thân nhân của mình phải mạo hiểm cho nên vẫn giấu vương bá hành kiều trấn lương nói tuy rằng như vậy vương bá hành cũng không phải là không có trách nhiệm bởi vì quan hệ tình thân y đã cung cấp cho vương quân giao không ít che chở và tiện lợi cho dù không phải là trên tiền tài thì trên chính trị cũng khó nói, rất nhiều lúc trên chính trị so với tiền tài còn đáng sợ hơn, tạo thành tổn thất lớn hơn cho quốc gia. Trương Dương nói, việc cấp bách bây giờ là nhất định phải phải bắt được vương quân giao, tuyệt không thể để cô ta chạy thoát. Kiều Trấn Lương nói, cậu có nắm chứng cứ phạm tội của cô ta không? Cho dù là cậu bắt được cô ta, có thể chứng minh được cô ta có tội không? Trương Dương nói, lần này, tôi tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô ta. Kiều Trấn Lương thở dài, nói khẽ cậu đó, lần này ở nước Mỹ thật sự là gây ra phong ba không nhỏ, ngay cả bộ ngoại giao cũng biết chuyện của cậu rồi. Trương Dương nói, Bí Thư Kiều, chỉ cần phải bắt được vương quân giao, ông muốn xử lý tôi như thế nào cũng được, tôi không có ý kiến. Kiều Trấn Lương hỏi ngược lại, tôi vì sao phải xử lý cậu? Bọn họ nói cậu tới nước Mỹ, nhưng tôi lại không nhìn thấy, bọn họ nói cậu tấn công cảnh sát, nói cậu là gián điệp, vậy thì lấy chứng cứ ra đây chúng tôi không thể chỉ nghe lời phiến diện được bảo cái đám người mỹ đó tới đây bắt cậu đi tôi không có ý kiến có điều ở trên mảnh đất trung quốc này cậu là một công dân trung quốc tuân thủ pháp luật là một đảng viên ưu tú một cán bộ trẻ tuổi xuất sắc thằng nhóc làm cho tốt đi nước mỹ thì có gì tốt không có việc gì thì đừng có đi gây chuyện lung tung lần sau muốn ra nước ngoài australia châu phi cùng lắm là châu nam cực cứ phải tới mỹ làm cái gì Cố Doãn Chi nghe thấy những lời này của Kiều Trấn Lương, trong lòng cảm thấy an ủi, lập trường của Kiều Trấn Lương rất rõ ràng, y sẽ che chở cho Trương Dương, y là người đứng đầu bình hải, chỉ cần y nói không, không ai dám động đến Trương Dương, quan trọng hơn là, sau lưng y còn có Kiều lão, không ai dám không nể mặt Kiều lão cả. Kiều Trấn Lương nói, nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, chuyện còn lại giao cho tôi làm, đợi khi cậu đi làm lại, sẽ phát hiện Nam thích đã là trời quang mây tạnh. Trương Dương cùng cố doãn chi trở lại biệt thự sông Thu Hà, nhìn vật nhớ người, nhìn thấy căn biệt thự này, nhớ tới những kỷ niệm ngọt ngào của mình và cố giai đồng. Trong lòng Trương Dương đau đớn tới cực điểm, cố doãn chi nói khẽ, đồ trong phòng của giai đồng tôi cũng chưa động tới, cậu vào xem đi, chọn một ít đồ làm kỷ niệm. Trương Dương dạ một tiếng, hắn đang vào phòng của cố giai đồng, đẩy cửa phòng, nhìn thấy ảnh chụp trên tường, nước mắt không ngăn được lại rơi, Trương Dương tự thấy mình là một người kiên cường nhưng sự ra đi của cố giai đồng khiến hắn cơ hồ là sụp đổ, hắn thủy chung cho rằng sự bất hạnh của giai đồng là do mình tạo thành. Nhìn một bức ảnh chụp ở trên bàn, Trương Dương không nỡ nhìn nữa, hắn đóng cửa lại, đi vào trong phòng khách, nhìn thấy cố doãn chi đang ngồi yên lặng trên salon, hai mắt của cố doãn chi cũng đỏ lựng. Trương Dương đi tới, bỗng nhiên hai đầu gối khuỵu xuống trước mặt cố doãn chi, hắn nức nở nói nức nở nói, cha. Ở trong lòng con, giai đồng đã là vợ của con, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cố Doãn Chi cắn chặt môi, ông ta vươn ta ra xoa đầu Trương Dương, nói khẽ Trương Dương, đừng tự trách, cái chết của Giai Đồng không phải là do cậu tạo thành, tôi biết tình cảm của nó đối với cậu, chính bởi vì vậy, tôi tin rằng nó ở trên trời nếu có linh thiêng cũng sẽ hy vọng cậu được sống vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải là cả ngày đều sống trong dai dứt và đau khổ, đáp ứng tôi đi, quên Giai Đồng đi, sống tiếp cho tốt vào. Trương Dương ra sức lắc đầu, hắn Dương Dương nói, là vì con nên giai đồng mới chết, là con hại chết cô ấy." Hai hàng lông mày của Cố Doãn chi nhíu lại, bỗng nhiên giận dữ hết giận dữ hết, cậu là nam nhân, một nam nhân bất kể là đã xảy ra chuyện gì. Bất kể là gặp phải thất bại như thế nào cũng không được ngã quỵ, cậu luôn miệng nói rằng cậu yêu Giang Đồng, vậy thì hãy hướng ngực lên, làm ra chút sự nghiệp cho tôi xem, cho gia Đồng xem, để mọi người biết rằng, Giai Đồng không chọn lầm người, để nó ở trên trời cảm thấy được an ủi. Trương Dương nói con sẽ làm vậy. Cố Doãn Chi nói tốt, tôi tin cậu. Cố Dưỡng Dưỡng không biết đẩy cửa bước vào từ khi nào, nhìn thấy cảnh ở trước mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì, cô ta cả kinh gọi cha. Cố Doãn Chi và Trương Dương lúc này mới ý thức được sự có mặt của cô ta, Cố Doãn Chi bảo Trương Dương đứng lên, ông ta nói với con gái, Dưỡng Dưỡng, lại đây, cha nói với con một chuyện, trước khi chị con gặp chuyện không may, nó đã đính hôn với Trương Dương rồi, Trương Dương là anh rể của con. Cố Doãn Chi và Trương Dương sau khi thương lượng, ở ngay vườn sau của biệt thự dựng một lăng mộ của Cố Giai Đồng, chôn một số di vật mà họ mang từ Mỹ về ở trong đó. Cố Doãn Chi không muốn con gái cô đơn, tấm bia đá do Trương Dương tự tay viết, bên trên đề vong thê Giai Đồng chi mộ. Sự ra đi của Cố Giai Đồng đối với Trương Dương là một sự đả kích cực lớn, hắn một mình đứng ở trước mộ chôn di vật của Cố Giai Đồng, suốt cả một buổi chiều không di động một chút nào. Cố dưỡng dưỡng và cố doãn chi từ xa nhìn, cố dưỡng dưỡng có chút lo lắng nói cha, anh ấy không sao chứ. Cố doãn chi nói khẽ, nó rất kiên cường, cho nó một chút thời gian, để nó bình tĩnh lại. Khi mọi người đang tìm kiếm hải sát phu nhân khắp nơi thì hải sát phu nhân gọi điện thoại tới, cô ta chủ động nói cho cảnh sát biết nơi ẩn náu của mình, thì ra cô ta không hề rời khỏi Nam Tích, ẩn thân ngay tại khách sạn quân duyến của Nam Tích, cục trưởng công an triệu quốc cường tự mình dẫn đội đến, nhưng khi bọn hắn mở phòng của hải sát phu nhân, phát hiện hải sát phu nhân đã tự sát, không ai ngờ chuyện này lại kết thúc như vậy. Trương Dương sau khi nghe được tin tức ngay lập tức chạy tới hiện trường, thi thể đã bị cảnh sát mang đi, Triệu Quốc Cường nhìn thấy Trương Dương, chủ động đi tới, y có chút bất đắc dĩ nói, lại là cậu, xem ra cậu thật sự muốn đổi nghề làm cảnh sát. Trương Dương nói, vương quân giao đâu? Triệu Quốc Cường nói, đã chết rồi, thi thể đã được mang đi giải phẫu trương dương mang thái độ hoài nghi hắn lớn tiếng nói sao có thể như vậy được một nữ nhân xảo trá âm hiểm như vậy sao có thể tự sát ông có nhìn rõ không đấy triệu quốc cường triệu quốc cường nghe thấy những lời này có chút không thuận tai cậu có ý gì nghĩ tôi thông đông với cô ta lừa cậu chắc trương dương nói cô ta nếu muốn tự sát vì sao không tự sát trong biệt thự sao lại phải chạy tới khách sạn quân duyến sao lại phải báo cho cảnh sát các anh rồi mới tự sát đây liệu có phải là một cái bẫy người chết rốt cuộc có phải là cô ta không triệu quốc cường nói tôi đã nhìn thấy người chết chắc là không giả đâu y thấy trương dương vẫn chưa từ bỏ ý định lấy ra ảnh chụp người chết cho trương dương xem trương dương nhìn kỹ bức ảnh đó người chết trên bức ảnh quả nhiên là vương quân giao hắn lẩm bẩm nói sao lại có thể như vậy được nữ nhân này sao lại chết được triệu quốc cường cũng đã nghe nói chuyện của hắn và cố dài đồng tuy rằng triệu quốc cường đối với trương dương luôn có thành kiến nhưng nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách này của hắn thì cũng thấy có chút đáng thương liền nói khẽ có lẽ cô ta thấy nghiệp chướng của mình quá nặng không thể thoát khỏi sự trừng phạt cho nên lựa chọn tự sát trương dương nói không thể nào Triệu Quốc Cường nói, nếu cậu vẫn không tin thì có thể tới phòng khám nghiệm tử thi xem xét thi thể. Trương Dương đi thật đi hắn không tin, có chết cũng không tin phu nhân lại chết như vậy, thật sự là quá tiện nghi cho cô ta, Hắn từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh mình một đao chặt đầu hải sát phu nhân xuống, nhưng cô ta không ngờ lại chết như vậy, không cho hắn cơ hội báo thù, không hề có dấu hiệu, không hề có lý do cứ vậy mà chết. Nhìn cỗ thi thể sắc mặt tái nhợt đó, Trương Dương trợn hai mắt lên, nhìn thật kỹ, nữ nhân đã chết ở trước mắt đúng là Vương Quân Dao, Trương Dương có thể nói là hận nữ nhân này đến thấu xương, hắn đã hạ quyết tâm phải tìm thấy cô ta, phải tự mình giết chết cô ta để báo thù cho cố gia đồng nhưng không ngờ kết quả cuối cùng lại là như thế này. trương dương cả người choáng váng trong nhất thời trong đầu lộn xộn. mấy ngày nay hắn đều lấy báo thù cho cố gia đồng là mục tiêu của mình, chưa đạt được mục đích thì thề không thôi. chính là ý nghĩ này đã chống đỡ cho hắn, để hắn không có nhiều thời gian nghĩ tới những chuyện khác. nhưng hiện tại tất cả trong nháy mắt đã xong, sự bi thương và bất lực sộc lên não, hai chân hắn nhũn ra, suýt nữa thì ngã xuống đất. triệu quốc cường nhìn ra hắn có chút không ổn. Nói khẽ cậu không sao chứ? Trương Dương lắc đầu, thất hồn lạc phách lảo đảo bước ra cửa, khi đi ngang qua đường, suýt nữa bị ô tô đâm phải, lái xe thỏ đầu ra chửi cái con mẹ mày mù à. Vừa chửi xong thì nhận ra người suýt nữa bị mình đâm phải không ngờ là Trương Dương, chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, lái xe đó sợ mất hồn mất vía, giơ tay lên tát cho mình một cái, chủ nhiệm Trương, xin lỗi, tôi thực sự không nhận ra ngài. Trương Dương căn bản không có không nghe thấy hắn nói gì tiếp tục đi về phía trước, Trình Diễm Đông vừa mới tới phòng khám nghiệm tử thi nhìn thấy Trương Dương, gã bước nhanh đuổi theo, giữ chặt lấy cánh tay Trương Dương, nói chủ nhiệm Trương, anh không sao chứ. Trương Dương nhìn gã, đầu óc cũng hơi bình tĩnh lại, hắn nói khẽ không sao. Tôi muốn được yên tĩnh, muốn được yên tĩnh một mình. Từ quang nhiên đã dự cảm được tinh xấu sẽ đến với mình, từ sau khi tin đường hương sinh chết được chuyển đến, cả người y luôn trong tình trạng bất an cực độ, mấy ngày nay đủ loại lời đồn truyền khắp nơi, từ quang nhiên lăn lộn trong quan trường nhiều năm, đối với một số thủ pháp chính trị sớm đã nắm rõ trong lòng, nếu như bên trên thực sự nắm được chứng cứ, người của Ủy ban kỷ luật đã sớm tới tìm mình, từ quang nhiên cho rằng những lời đồn này có 89 phần 10 là cấp trên cố ý phóng ra, đường hưng sinh đã chết. Một người chết thì có thể để lại chứng cứ gì chứ? Cho dù lưu lại chứng cứ, sao có thể tìm được nhanh như vậy? Từ quang nhiên luôn thấy trong đó ẩn chứa rất nhiều huyền hư, vào những lúc như thế này, càng phải biểu hiện ra sự chấn định hơn người, trăm ngàn lần không thể tự loạn trận cước. Điều thực sự khiến Từ Quang Nhiên cảm thấy sợ hãi là tiền phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo đột nhiên mất tích, sáng ngày mùng một Trần Hạo không nói năng gì với người nhà, một mình đột nhiên ra khỏi nhà, không ai biết là gã đi đâu, nếu là trước đây, Từ Quang Nhiên sẽ không nghĩ nhiều, nhưng vào loại thời khắc phi thường như hiện giờ, Từ Quang Nhiên lại không thể không nghĩ nhiều, y không thể tiếp tục chấn định được nữa. An bài nhật trình của y hôm nay là muốn đi phải đến thăm hỏi gia đình liệt sĩ. Từ quang nhiên từ sáng sớm đã tới văn phòng, y cầm điện thoại, đang chuẩn bị hỏi chuyện Trần Hạo mất tích thì cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra. Phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Bình Hải Lưu Diễm Hồng cùng hai vị nhân viên công tác trong ủy ban kỷ luật bước vào. Từ quang nhiên lập tức ý thức được chuyện gì đã xảy ra, y vẫn giữ bình tĩnh, nói khẽ bí thư Lưu có việc gì à? Lưu Diễm Hồng gật đầu, nói vâng, có một số chuyện trên công tác cần anh phối hợp, xe đang đợi ở bên ngoài rồi từ quang nhiên gật đầu y nói khẽ chờ một chút tôi thu xếp lại giấy tờ bàn giao công tác hôm nay một chút lưu diễm hồng lạnh lùng nói không cần tỉnh lý sẽ an bài công tác từ quang nhiên chậm rãi đứng lên chỉ trong khoảnh khắc y tựa hồ già đi rất nhiều tinh khí thần trước đây nhất thời biến mất vô tung vô ảnh y nói khẽ đi đâu lưu diễm hồng nói đi rồi biết bí thư ủy ban kỷ luật thành phố nam tích lý bồi nguyên lúc này đang ở ủy ban kỷ luật tỉnh ngồi trong văn phòng của tằng lai châu lần này ủy ban kỷ luật tỉnh khẩn cấp gọi y tới đây là để tìm hiểu tư tình của ban lãnh đạo nam tích y cảm thán nói cảm thán nói đường hưng sinh này là nỗi sỉ nhục của ban lãnh đạo nam tích chúng tôi hắn dùng quyền mưu lợi riêng tham ô nhận hối lộ lợi dụng chức quyền không từ bất cứ việc xấu nào hắn tuy rằng đã chết nhưng tổn thất mang đến cho nam tích cho chúng tôi là rất lớn ảnh hưởng ác liệt trong thời gian rất lâu vẫn không được tiêu trừ. Tăng Lai Châu gật đầu, lúc này Phó Thính trưởng Thính Công an tỉnh Cao Trọng Hòa từ ngoài cửa bước vào, Tăng Lai Châu nói, đồng chí Trọng Hòa, có chuyện gì vậy? Cao Trọng Hòa nói, căn cứ vào tin tức vừa nhận được, vương quân giao sở tội tự sát, có điều chứng cứ mà đường hưng sinh lưu lại đã mang về rồi, chứng cứ trên đó chứng tỏ, thành phố Nam Tích có rất nhiều cán bộ cao tầng có liên quan đến vụ án của đường hưng sinh, giữa bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, hình thành một mạng lưới tội ác cực lớn làm tổn hại đến lợi ích của quốc gia và nhân dân một cách vô sỉ. hai tay tằng lai châu đan vào nhau nói khẽ ủy ban kỷ luật đã phái người xuống rồi từ quang nhiên vừa rồi đã bị song quy lý bồi nguyên biến sắc y ngạc nhiên nói chuyện này không ngờ có liên quan đến bí thư từ ư tằng lai châu và cao trọng hòa đều không để ý đến y tằng lai châu nói đã thông chi cho người nhà của trần hạo chưa cao trọng hòa gật đầu nói thông chi rồi Lý Bồi Nguyên càng nghe càng thấy không đúng, lúc này y có một loại cảm giác như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, Tăng Lai Châu gọi hắn tới Đông Giang nói chuyện, chẳng lẽ chỉ là vì chuyện ban lãnh đạo thành phố Nam tích hủ bại tham ô. Đường Hưng sinh để lại chứng cứ gì? Cao Trọng Hòa ngồi xuống bên cạnh Lý Bồi Nguyên, y bỗng nhiên nói, vụ án nổ khí ga ở tiểu khu hướng Dương Nam tích có liên quan tới anh không? Lý Bồi Nguyên bị câu hỏi bất thình lình của Y khiến cho ngây ra. Thính trưởng Cao, anh nói vậy là có ý gì? Cao Trọng Hòa nói, khi phát sinh vụ nổ anh không phải cũng ở hiện trường sao? Trước khi phát sinh vụ nổ, Đường Hồng Anh đã gọi điện thoại cho anh. Anh đã quên rồi à? Lý Bồi Nguyên cố nặn ra một nụ cười. Anh nhìn tôi kìa, chỉ mãi nghĩ đến chuyện của Đường Hưng Sinh, không ngờ lại quên mất chuyện này. Cao Trọng Hòa nói, Đường Hồng Anh đã nói gì? Cô ta trong điện thoại đã nói gì với anh? Lý Bồi Nguyên nói, không phải đã ghi lại có trong hồ sơ rồi sao? Thính trưởng Cao, anh không phải đang hoài nghi tôi có liên quan gì tới chuyện này chứ? Cao Trọng Hòa gật đầu, nói, đường Hồng Anh chắc đã phát hiện ra bí mật gì đó, nhưng những lời mà cô ta nói lại khiến cho một số người cảm thấy kinh sợ. Hắn cho rằng Phó Liên Thắng đã để lại gì đó, cho nên nhất định phải trừ bỏ đường Hồng Anh. Lý Bồi Nguyên nói, có phải là từ quang nhiên không, y sợ quan hệ giữa mình và đường hưng sinh, phó liên thắng bại lộ, cho nên mới bí quá hóa liều giết người diệt khẩu. Tăng Lai Châu nói, giữa Từ Quang Nhiên và Phó Liên Thắng không có quan hệ gì cả, giữa Y và Chu Tiếu Nguyệt cũng không có quan hệ gì, nhưng chứng cứ mà Đường Hưng Sinh lưu lại cho thấy, Chu Tiếu Nguyệt còn duy trì quan hệ bất chính với một vị thường ủy nào đó của thành phố Nam Tích. Nội tâm lý bồi nguyên kinh hoàng đến cực điểm, vào những lúc như thế này chỉ có dùng phẫn nộ để che giấu tình tự khủng hoảng của Y, bí thư tăng, chuyện này nhất định phải điều tra tới cùng, quyết không được nhân nhược, thân là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Nam Tích. Tôi đối với những hiện tượng hủ bại phát sinh ở bên cạnh mà lại lơ là sơ sẩy như va ập, thật là đáng hổ thẹn, trong công tác của tôi tồn tại sự thất trách nghiêm trọng, tôi xin được thỉnh tội với các vị lãnh đạo, tôi xin được xin lỗi toàn thể nhân dân thành phố. Cao Trọng Hòa lạnh lùng nhìn Lý Bồi Nguyên, nói, khi đường Hồng Anh gọi điện thoại cho anh, Trương Dương vừa hay ở trong văn phòng của anh, anh bảo cậu ta chờ anh đến tiểu khu hướng dương, như vậy là có thêm một nhân chứng, chứng minh anh không có liên quan gì tới chuyện của đường Hồng Anh. Hơn nữa khi vụ án nổ khí ga xảy ra, cha mẹ của anh cũng phải chịu thương nhẹ trong mức độ khác nhau, cho nên không ai hoài nghi anh. Lý Bồi Nguyên nói, thính trưởng cao, anh rốt cuộc là có ý gì? Nếu anh hoài nghi tôi có liên quan tới cái chết của đường Hồng Anh, anh có thể khởi tố tôi. Tăng Lai Châu bỗng nhiên giơ tay lên vỗ mạnh lên bàn, vỗ mạnh quá nên ngay cả chén trà trên bàn cũng nảy cả lên. Lý Bồi Nguyên giật mình, y liếc qua Tằng Lai Châu. Tằng Lai Châu tức giận nói, tức giận nói, Lý Bồi Nguyên, giờ đã là lúc nào rồi mà anh còn dám giả vờ, đường hưng sinh ăn hối lộ làm trái pháp luật anh đã sớm biết từ lâu, anh cũng đã nắm giữ chứng cứ từ trước, anh thân là bí thư ủy ban kỷ luật, không thực hiện chức trách của mình, không đi tố giác đường hưng sinh, ngược lại còn thông đồng làm bậy với hắn, trong tư liệu mà đường hương sinh lưu lại đã nói rành mạch, người có quan hệ không chính đáng với Chu Tiếu Nguyệt đó chính là anh, không chỉ như thế. Anh còn nhiều lần nhận hối lộ từ trong tay đường hương sinh, hộ giá bao che cho hắn, sau khi đường hương sinh bị truy tố, anh ngay lập tức thông báo cho hắn, anh làm sao xứng với hai chữ đảng viên này, anh sao xứng với lòng tin của quốc gia và nhân dân đối với anh. Lý Bồi Nguyên lúc này đã biết rằng chuyện của mình đã hoàn toàn bị thượng cấp nắm trong tay, y như một quả bóng cao su xì hơi ngồi bệt xuống ghế salon. lông, Lý Nhí nói tôi là người bị hại. Tôi là người bị hại, đường hưng sinh bị người ta tố cáo, tôi có được tài liệu tố cáo đó, sau khi hắn biết chuyện này liền sai nữ nhân kia đi câu dẫn tôi, bỏ thuốc vào trong đồ uống của tôi, chụp được ảnh của tôi và cô ta, hắn lợi dụng những bức ảnh này để uy hiếp tôi. Là hắn uy hiếp tôi. Tàng Lai Châu nổi giận đùng đùng đứng lên, chỉ vào Lý Bồi Nguyên quát lớn, hắn uy hiếp anh ư lúc trước người đề xuất giết chu tiếu nguyệt là ai là anh mẹ con đường hồng anh là người vô tội anh bởi vì lo lắng chuyện mình cấu kết với đường hưng sinh bại lộ không ngờ ngay cả đối với một đôi cô nhi quả phụ cũng không buông tha anh có còn là người hay không anh có còn nhân tính hay không lý bồi nguyên nói tôi tôi đã đi nhầm một bước tôi muốn quay lại nhưng bọn họ không ngừng uy hiếp tôi khiến tôi càng lún càng sâu tôi là người bị hại tôi Tàng Lai Châu đã xoay người sang chỗ khác. Lý Bồi Nguyên lúc này bỗng nhiên phát điên lao ra ngoài, cửa phòng mở ra, hai cảnh sát phó trang hạng nặng vừa hay lao lên, vật ngã Lý Bồi Nguyên ngã xuống đất, rứt khoát bẻ quạt hai tay y lại. Lý Bồi Nguyên hét lên như kẻ bị tâm thần, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Cao Trọng Hòa Lạnh Lùng nói, vì sao không giữ lại một chút tự tôn cơ bản cho bản thân mình. Tàng Lai Châu nói khẽ, hắn ngay cả làm người như thế nào cũng quên rồi làm sao mà hiểu được tự thôn. Thương ủy tỉnh, Bộ trưởng Tổ chức tỉnh Khổng Nguyên, Phó tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải Chu Vũ Dương Phụng Mệnh đồng thời đến Nam Tích, chứng cứ mà Trương Dương mang về đã tạo thành chấn động trước nay chưa có đối với ban lãnh đạo Nam Tích, bí thư thị ủy từ Quang Nhiên bị song quy, Bộ trưởng ủy ban kỷ luật thành phố Lý Bồi Nguyên bởi vì bị tình nghi giết người nên bị bắt, tiền phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo bị song quy, tính cả tiền cục trưởng công an đường Hưng Sinh đã chết thì trong thường ủy, quan viên liên quan đã đạt tới bốn người. Đây là con số cực kỳ kinh người, Khổng Nguyên và Chu Vũ Dương vào lúc này tới Nam Tích là để ổn định quân tâm, chính phủ thị ủy thành phố Nam Tích từ trên xuống dưới thấp thỏm lo âu, quan viên có liên quan đến bốn thường ủy này rất nhiều, rất nhiều người đều sợ bị liên lụy. Cho dù là quan viên không có quan hệ gì cũng không yên tâm công tác, Nam Tích có thể nói là mưa gió đầy thành. Sau khi Khổng Nguyên và Chu Vũ Dương tới Nam Tích lập tức chủ trì cuộc họp thường ủy mở rộng khẩn cấp, thường ủy không bị liên lụy cùng với cán bộ từ cấp phó thính trở lên tất cả đều tham gia hội nghị lần này. Hội nghị do Phó tỉnh trưởng Chu Vũ Dương chủ trì, Chu Vũ Dương trước đây từng đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Lam Sơn nhiều năm, rất quen thuộc với nhiều quan viên thành phố Nam Tích, ngồi trong phòng họp, ánh mắt y nhìn mọi người ở chung quanh, trong lòng thầm thở dài, trải qua phong ba chính trị lần này, thành phố Nam Tích bất kể là chính trị hay kinh tế đều sẽ bị thương nặng, so với Lam Sơn đang phát triển bừng bừng, chỉ sợ là chênh lệch sẽ càng lúc càng bị kéo giãn. Chu Vũ Dương nói, "Chào mọi người, hai ngày gần đây Nam Tích đã xảy ra một việc, tôi nghĩ mọi người chắc nghe được rất nhiều tin đồn, hôm nay triệu tập mọi người đến đây họp, đầu tiên xin nói rõ một chút, mọi người phải bảo trì tâm tính ổn định, làm tốt công tác bản chức, những chuyện khác không cần vào chú ý nhiều, chỉ có làm tốt công tác của mình thì mới là một cán bộ xứng với chức, một đảng viên đủ tư cách." Đám quan viên thành phố Nam Tích từ trong lời nói của Chu Vũ Dương đều nghe ra, bọn họ lần này tới đây là để ổn định quân tâm, nước không thể một ngày không có vua, một thành phố cũng không thể thiếu một người đầu lĩnh, nhưng các quan viên không phải là lo lắng tới vận mệnh cuối cùng của đám người từ quan nhiên, rất nhiều người là đang lo lắng cơn bão chính trị lần này liệu có liên quan gì tới mình hay không. Trong đó cũng có không ít người cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa, thị trường hạ bá đa chính là một trong số đó, Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên gặp chuyện không may, y đương nhiên là người được lợi lớn nhất, tuy rằng phó thị trưởng thường vụ Lý Trường Vũ cũng có chút sức cạnh tranh, nhưng hắn dù sao cũng mới tới, ngay cả mông còn chưa ngồi nóng, tỉnh Lý chắc sẽ không giao Nam Tích cho hắn. Đa số người không có tâm tình đâu mà vui mừng, Từ Quang Nhiên, Lý Bồi Nguyên, Trần Hạo, những người này đều là nhân vật vang dội ở chính Nam Tích, trong những cán bộ ở đây có không ít người liên quan tới bọn họ, tuy rằng gần xa khác nhau nhưng nếu tỉnh Lý thật sự muốn điều tra tới cùng, một số chuyện nhỏ vào thời kỳ phi thường như thế này cũng sẽ biến thành chuyện lớn, không khéo sẽ bị kéo vào, những người trước đây có quan hệ xa gần với họ trong lòng càng lúc càng thấp thỏm, sắc mặt của Phó Thị trưởng Vương Hải Ba trong lúc họp Thủy chung rất khó coi. Y được từ quang nhiên thưởng thức, trong mắt rất nhiều người, Y và Trần Hạo đều là người tâm phúc bên cạnh từ quang nhiên, từ sau khi biết từ quang nhiên bị song quy, trong lòng Vương Hải Ba rất lo lắng. Y hiện tại cũng không có dã tâm gì cả, chỉ hy vọng phong ba lần này đừng lan tới mình, cho dù là cả đời làm phó thị trưởng trường, gõ chống cổ vũ cũng không sao cả. Phó thị trưởng thường vụ lý trường vũ thầm cảm thán, y đến Nam Tích chưa được mấy ngày đã gặp phải cơn bão chính trị, có thể nói địa chấn chính trị lần này của Nam Tích so với Giang Thành lúc trước chỉ có hơn chứ không kém, kim ngạch tham ô cực lớn, tính chất của làm trái pháp luật, vi phạm kỳ cương ác liệt chưa từng, có, trong đó còn có nhiều sự kiện mưu sát, lý trường vũ lo là chuyện lần này sẽ gây ảnh hưởng cho Nam Tích nam tích không thể gượng dậy nổi trong địa chấn chính trị lần này hay là phá kén trùng sinh tất cả đều là một ẩn số chu vũ dương và khổng nguyên trao đổi một số ý kiến y đưa microphone cho khổng nguyên khổng nguyên hắng giọng nói phó tỉnh trưởng chu đã nói rất rõ ràng yêu cầu mọi người đầu tiên phải làm tốt công tác bản chức đừng bị ảnh hưởng của chuyện bên ngoài tôi biết hai ngày nay mọi người đều có chút tâm thần không yên đúng một số lãnh đạo của Nam Tích quả thực đã làm ra những hành động trái kỳ cương nghiêm trọng về phần tình huống cụ thể. Hiện tại Tổ công tác Liên hợp của Trung Kỳ ủy và Ủy ban Kỷ luật tỉnh đang điều tra. Trước khi có kết quả điều tra cuối cùng, chúng tôi không tiện tuyên bố, nhưng Nam Tích là thị trấn quan trọng của kinh tế Bình Hải. Đây là một đoàn tàu trên con đường cải cách mở cửa cao tốc. Chúng ta không thể để một đoàn tàu mất đi người chèo lái. Tỉnh Lý sai tôi và Phó tỉnh trưởng Chu tới đây, một là để an định quân tâm, hai là để tuyên bố mấy quyết định trọng yếu. Hội trường lặng ngắt như tờ, rất nhiều người thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngưng lại, những lời nói tiếp theo của khổng nguyên sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh tương lai của Nam Tích, cũng liên quan tới sau này những cán bộ này nên xếp đội như thế nào. chương 648, khó có thể quên. Khổng nguyên lại hắng giọng hai ngày nay cổ họng của y không được thoải mái, sau khi biết Nam Tích xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều người đều ngủ không ngon, khổng nguyên cũng là một trong số đó, tác phong sinh hoạt của y trước giờ không được nghiêm cẩn, nhìn thấy kết cục của đám người từ quang nhiên, Lý Bồi Nguyên, trong đầu y cũng gõ lên tiếng chuông cảnh báo, phong cách làm việc của Kiều Trấn Lương không hòa khí như biểu hiện của y, người này cổ tay rất cứng, hơn nữa lại lôi lệ phong hành, thính trưởng công an Vương Bá Hành là lão thường ủy như vậy. Một khi bị trường phong ba này lan đến, Kiều Trấn Lương cũng sẽ không chút lưu tình, mình về sau cần phải cẩn thận. Khổng Nguyên nói, trải qua quyết định của tỉnh ủy, bổ nhiệm đồng chí Cung Kỳ Vĩ làm phó thị trưởng thường vụ Nam Tích, cũng tiếp quản công tác tương ứng, bổ nhiệm đồng chí Thạch Trọng Hằng, bí thư khu ủy khu Thiên Hối làm phó thị trưởng thành phố Nam Tích, phân công cụ thể do thường ủy thành phố Nam Tích thảo luận rồi quyết định. Khổng Nguyên đặt nhân tuyển bí thư thị ủy ở cuối cùng, cái này khác với thường quy trước đây, cũng khiến hội trường này sinh huyền niệm lớn hơn, nội tâm Hạ Bá Đạt và Lý Trường Vũ đều có chút không yên, nhưng Hạ Bá Đạt đã có chút sự cảm xấu, cung kỳ vĩ thay thế Lý Trường Vũ, Vậy thì người được điều động là Lý Trường Vũ, chẳng lẽ để Lý Trường Vũ thay mình, còn mình thì thuận Lý Thành Trương đảm nhiệm chức bí thư thị ủy. Nếu là như vậy thì chính là chuyện thiên tòng nhân nguyệt, nhưng Hạ Bá Đạt cảm thấy loại khả năng này đã trở nên càng ngày càng nhỏ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của y, Khổng Nguyên nói, bổ nhiệm đồng chí Lý Trường Vũ làm bí thư thị ủy thành phố Nam Tích, hy vọng đồng chí Trường Vũ nhận nhiệm vụ vào lúc nguy nan, có thể làm việc nghiêm túc, trong thời gian ngắn nhất dẫn dắt Nam Tích vượt qua cơn sóng nhỏ hiện tại hiện trường vang lên một tràng vỗ tay, tuyệt đại đa số mọi người đều vỗ tay, thật ra đại bộ phận cán bộ tham dự hội nghị đều có khuynh hướng muốn Lý Trường Vũ trở thành bí thư thị ủy, thời gian hạ bá đạt đến Nam Tích tuy rằng rất lâu, nhưng người này ở Nam Tích quan thanh không được tốt, thiếu bá lực của người đứng đầu, nếu như giao Nam Tích vào tay y, chắc sẽ không thể phát sinh biến hóa gì từ căn bản, 10 phần là vẫn sẽ tiếp tục bố cục tử khí trầm trầm như trước đây, Lý Trường Vũ thì khác. Lý Trường Vũ là cán bộ mà bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương lựa chọn, y không có quan hệ quá phức tạp với những cán bộ lãnh đạo này của thành phố Nam Tích, làm việc có thể phóng tay phóng chân hơn. Lý Trường Vũ mím mím môi, vẻ mặt của y vô cùng ngưng trọng, sự lên chức lần này không hề khiến y cảm thấy vui mừng lắm, y biết trọng trách trên vai mình rất nặng. Khổng Nguyên chủ động bắt tay với Lý Trường Vũ, y hắn dùng sức lắc lắc tay Lý Trường Vũ, nói: "Đồng chí Trường Vũ, nhất định đừng cô phụ sự tín nhiệm của tổ chức, tương lai của Nam Tích phải trông cả vào anh đó." Lý Trường Vũ gật đầu thật mạnh. Phó tỉnh trưởng Chu Vũ Dương nói, chuyện của Nam Tích thì Nam Tích phải tự mình xử lý, sứ mệnh của chúng tôi đã hoàn thành rồi, bộ trưởng Khổng, chúng ta hay là tạm thời tránh đi một lát. Rất nhiều cán bộ ở bên dưới đều thì thầm to nhỏ, mọi người đều lưu ý đến một chuyện rất trọng yếu, nhân tuyển bí thư ủy ban kỷ luật không hề được công bố, xem ra tỉnh lý đối với ban để cán bộ của Nam Tích vẫn còn đang châm trước, bởi vì chuyện của Lý Bồi Nguyên Hệ thống ủy ban kiểm tra kỷ luật của thành phố Nam Tích chỉ sợ cũng gặp phải một hồi thanh đầy toàn diện. Khổng Nguyên đứng lên cùng Chu Vũ dương rời khỏi hội trường. Lý Trường Vũ tự mình tiến họ ra ngoài, trở lại phòng họp, một lần nữa ngồi xuống vị trí của mình. Ánh mắt y đảo qua mỗi một vị cán bộ có mặt ở đây. Chào mọi người, tổ chức đã giao vị trí quan trọng như vậy cho tôi. Tôi muốn nói cảm thụ trong lòng mình lúc này, giống như là ngồi trên bàn trông vậy. Y nhấn mạnh bốn chữ này. Không ai cho rằng Lý Trường Vũ là được tiện nghi còn khoe mẽ, vào thời kỳ phi thường mà ngồi lên vị trí này, cái có được không chỉ là vinh diệu mà còn là một phần trách nhiệm trầm trọng. Lý Trường Vũ nói, hai ngày nay Nam Tích đã xảy ra rất nhiều chuyện, mọi người đều hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người có nghĩ rằng những chuyện đã xảy ra này đã tạo thành điều gì cho ban lãnh đạo thành phố Nam Tích chúng ta hay không? Đã tạo thành gì cho toàn thể người dân thành phố hay không? Dục vọng là một thanh kiếm treo trên đỉnh đầu chúng ta trong mắt rất nhiều người, đây là một thanh bảo kiếm tuyệt thế, liều mạng muốn có được nó, nhưng các vị có từng nghĩ, đồng thời vào lúc truy cầu nó, nó tùy thời đều có thể rơi xuống, chém đứt đầu chúng ta, tôi không muốn tiếp tục thảo luận có một số người đã làm gì nữa, tôi chỉ muốn nói về Nam Tích hiện tại. Nam Tích một độ từng là thành thị trung tâm của địa khu Nam Bộ Bình Hải, là lão đại ca của các thành thị chung quanh, sự phát triển kinh tế của chúng ta từng một độ đứng hàng đầu Bình Hải, nhưng các vị nhìn lại hiện tại xem, So sánh với Lam Sơn xem, vị tiểu huynh đệ trước đây hiện giờ tổng sản trị kinh tế đã toàn diện vượt qua Nam Tích, phát triển thành thì cũng ngày đi ngàn dặm, năm ngoái chúng ta chậm hơn so với Lam Sơn 15%, năm nay thì sao? Sự chênh lệch này liệu có tiếp tục tăng hay không? Trên kinh tế chúng ta đã không có lý do để kiêu ngạo, vậy trên chính trị thì sao? Tôi biết rất nhiều người bởi vì chuyện của hai ngày nay mà thấp thỏm lo âu, nhưng các vị có từng nghĩ rằng sự kiện lần này thực sự gây thương hại tới ai không? Là hơn tám trăm mấy chục vạn người dân thành phố Nam Thích, hãy nhìn xem một số người trong chúng ta đã làm gì. Chúng ta luôn miệng nói rằng mình là nô bộc của nhân dân, chúng ta luôn miệng nói rằng mình đang phục vụ cho nhân dân, chúng ta luôn miệng nói rằng phải cúc cung tận tụy làm việc, nhưng chúng ta đã làm gì? Tôi muốn hỏi các vị ngồi đây, các vị tự hỏi lại lương tâm của mình xem, các vị khi làm mỗi một chuyện có phải là trước tiên suy nghĩ đến lợi ích của người dân, có phải coi phục vụ cho nhân dân là nhiệm vụ của mình hay không? có phải là tiên nhân hậu kỷ, chịu khổ trước hưởng thụ sau hay không? Ai dám vỗ ngực nói câu này, nói rằng mình chưa từng mưu cầu tư lợi, trí công vô tư, đứng ra cho tôi xem nào. Hiện trường im lặng tới dọa người, không ai dám đứng ra, ánh mắt của Lý Trường Vũ quét tới đâu, người đó cúi đầu xuống, trong đó có một người dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Trường Vũ, đó chính là Phó Thị trưởng Thường Vũ Cung Kỳ Vĩ, khi ánh mắt của bọn họ chạm nhau, cả hai đều bắn ra ánh sáng kích động, ánh sáng này là một loại phấn chấn, cũng là một loại dũng khí, hiện trạng của nam tích, khiến lòng họ càng thêm liên hợp chặt chẽ với nhau hơn, lý trường vũ tử trong ánh mắt của cung kỳ vĩ tìm được sự ủng hộ. Mà cung kỳ vĩ từ trong ánh mắt của Lý Trường Vũ nhìn thấy sự tín nhiệm. Lý Trường Vũ nói, hôm nay là ngày đầu tiên Lý Trường Vũ tôi đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Nam Tích. Tôi xin tuyên thệ với tất cả các đồng chí đang ngồi trước mặt tôi. Trong thời gian tôi nhậm chức tuyệt đối sẽ không lợi dụng chức quyền để mưu cầu tư lợi, Tôi sẽ đi đầu công khai khai báo toàn bộ tài sản cá nhân của tôi, trong nhiệm kỳ của tôi, tôi không cho phép Nam Tích có bất kỳ hành vi tham ô hối lộ nào, nếu như phát hiện thì sẽ phạt nặng không tha, tuyệt không bao che. Tôi không dám hứa rằng trong nhiệm kỳ của tôi sẽ có thể dẫn kinh tế Nam Tích tới độ cao thế nào, nhưng tôi có thể đảm bảo, tôi sẽ mang tới cho Nam Tích một quan trường trong sạch, tôi sẽ trả lại câu người dân thành phố Nam Tích một bầu trời trong sạch. Mọi người đồng thời vỗ tay, mắt rất nhiều người đều có chút đỏ lên. Cung kỳ vĩ nói, tôi đồng ý với ý kiến của bí thư lý, công khai tài sản cá nhân của chúng ta, để người dân thành phố xây dựng lại lòng tin đối với chúng ta, chỉ có như vậy thì ban lãnh đạo chúng ta mới có sức công tín. Ban lãnh đạo chúng ta mới có sức ngưng tụ. Hạ bá đạt lạnh lùng nhìn lý trường vũ, tâm tình của y lúc này rất chán trường và bi ai, trong mắt cấp trên căn bản không có y, thân là thị trưởng thành phố Nam Tích, trong lần thay đổi chính trị này không ngờ lại bị coi như không có, không thể không nói là một loại bi ai rất lớn, y cảm thấy nản lòng thoái chí giữa Lý Trường Vũ và Cung Kỳ Vĩ hiển nhiên tồn tại một sự ăn ý nào đó, chính đàn nam Tích về sau khẳng định sẽ trở thành vũ đài của hai người vì bọn họ, hạ bá đạt thầm nghĩ, có lẽ sinh nhai chính trị của mình sẽ không có ngày huy hoàng nữa rồi. Trương Dương biến mất rồi, không ai biết hắn đã đi đâu, tất cả thiết bị liên lạc đều không liên hệ được với hắn, lãnh đạo các cấp còn bận xử lý trận phong bá chính trị này của Nam Tích, không ai chú ý đến hắn nhưng Trương Dương còn có rất nhiều thân nhân, bằng hiếu, người yêu, sự mất tích của hắn khiến tất cả mọi người cảm thấy lo lắng. Trương Dương tới núi Thanh Đài, hắn không nói với bạn bè, không nói với người yêu, thậm chí còn không thăm mẹ ở Xuân Dương dưới núi, cũng không kinh động tới Trần Sùng Sơn và Lý Tín Nghĩa ở gần ngay đó, hắn chỉ muốn được yên lặng một mình. Yên lặng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra với mình trong đời này, lặng lẽ nhớ lại thời gian tốt đẹp giữa hắn và cố giai đồng tuyết của đỉnh thanh vân so với năm rồi thì lớn hơn nhiều trương dương ngồi trên đỉnh thanh vân nhìn toàn núi chọc này nhìn bầu trời mờ mịt nhìn tuyết bay trắng xóa lúc này trên thế giới chỉ còn lại có một mình hắn hắn bỗng nhiên thấy mình cô độc hắn vốn không thuộc về thời đại này là âm xoa dương thắc khiến hắn tới nơi này khiến hắn có thân nhân bằng hữu có nhiều cô gái mình như vậy trong đầu trong lòng hắn tất cả đều là bóng dáng của cố giai đồng nếu không phải quen hắn cố giai đồng có lẽ vẫn sống trên cõi đời này Tuy Cố Doãn chỉ nói rằng trách nhiệm không phải ở hắn, nhưng Trương Dương không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Hắn cầm bình rượu lên, rượu cay thuận theo cổ họng chảy xuống. Sự đau khổ của Trương Dương ở chỗ, hắn vốn cho rằng mình có thể thao túng thế giới này, nhưng bỗng nhiên phát hiện, hắn không ngờ ngay cả người yêu của mình cũng không thể bảo hộ được. Vương Quân Giao đột nhiên chết, hoàn toàn đánh tan cột trụ tinh thần của Trương Dương. Mấy ngày nay thứ vẫn chống đỡ hắn chính là Cửu Hận, nhưng hiện tại Cửu Nhân đã chết một cách không minh bạch. Trương Dương cảm thấy hoang mang, hắn không biết mình nên sống tiếp như thế nào. Sự ra đi của cố giai đồng đã mang tới một vết thương không thể chữa lành trong lòng hắn, hắn đã bắt đầu sản sinh ra một loại sợ hãi đối với tình cảm, đối với tình thân, hắn cảm thấy mình là một người chỉ mang lại điểm xấu, phàm là những người thân thiết với hắn luôn sẽ gặp phải vận xui. Ngàn chén không say cũng là một loại thống khổ, nhất là khi một người muốn mình say. Hai bình rượu đã bị uống cạn, Trương Dương chậm rãi đứng dậy, hắn từ trên cây bẻ xuống một cành khô đột nhiên bổ vào không khí nội tức thấu qua cành khô xé rách tuyết trắng tung bay phát ra một tiếng rít chói tai lấy cành cây làm kiếm trong tuyết múa võ một chiêu một thức lôi đình vạn quân bi thương và thống khổ tràn ngập trong lòng trương dương tất cả đều nằm bên trong chiêu thức hắn ở trong gió tuyết càng múa càng hăng bỗng nhiên hắn thét dài một tiếng cành khô trong tay đâm vào bên trong cây thông ở bên cạnh nội lực quán chú vào canh khô khiến nó cứng như sắt thép xuyên thấu thân cây Dư thế chưa tận, thân cây phát ra tiếng rắc, cành cây to như cổ tay không ngờ bị Trương Dương chấn đứt từ bên trong, chậm rãi rơi xuống mặt tuyết. Trương Dương đứng ở đó, giống như ngưng kết lại, đứng được khoảng chừng hơn 10 phút, hắn đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, giống như bị chùy nặng đập vào ngực. Phốc một tiếng phun ra một ngụm máu, máu tươi rơi xuống mặt tuyết, trói mắt tới giận người. Trương Dương chậm rãi quỳ xuống, nhếch môi, cười rất quỷ dị, rất điên cuồng hắn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, Trương Dương vốn cho rằng mình nghe lầm, nhưng đi quay đầu lại, liền thấy một cô gái mặc áo lông màu lam, quần bò màu lam, đi giày màu nâu lẳng lặng đứng ở phía sau hắn, trên người cô ta cũng đọng không ít tuyết, trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết không hề có một nét cười nào, vẻ đẹp của cô ta vốn không thuộc về trần thế, ở trong thâm sơn này, xuất hiện thiếu nữ như thế này, khiến người ta sinh ra một loại ảo giác giống như mình không phải ở nhân gian. Trương Dương kinh ngạc nhìn Trần Tuyết, không biết cô ta sao lại tìm tới nơi này. Trần Tuyết bỏ ba lô trên vai xuống, nói khẽ, hôm nay là mùng 4, tôi vốn định về Hắc Sơn Tử, đi được không lâu thì nghe thấy có người đang gào thét, tôi nghe ra là giọng của anh. Trong gió tuyết cho dù Trương Dương có hò hét cũng không thể truyền đi quá xa, nơi này cách Sơn Lộ rất xa, Trần Tuyết có thể nghe thấy, hơn nữa có thể ra giọng của hắn, đủ thấy thính lực của cô ta không tầm thường. Trương Dương nói, tôi vốn cho rằng chung quanh đây không có người trần tuyết nói khi không vui cũng là cần thiết phải ngược đãi mình anh chắc không phải là loại người không có tiền đồ như vậy trương dương lắc đầu nói tôi chẳng ra gì cả tôi chỉ là một tên phế vật vô dụng dưới tình tự kích động miệng hắn lại phun ra một bụng máu trần tuyết thở dài nói tâm tình của anh không tốt vọng động chân khí nội tức đi sai đường tốt nhất hãy thả lỏng tâm tính bằng không sẽ chỉ làm kinh mạch của của anh bị thương càng nặng thêm không sao cả trần tuyết đi tới cũng quỳ gối trên tuyết như hắn, lấy ra một chiếc khăn tay, vốn định đưa cho hắn, nhưng Trương Dương không nhận lấy, Trần Tuyết cầm lấy khăn tay, rè giặt lau vết máu trên môi cho Trương Dương. Trương Dương nói, không cần phải quan tâm tới tôi, tôi tới đây chỉ là muốn được yên tĩnh một mình. Trần Tuyết nói, nếu không gặp anh, tôi có lẽ có thể mặc kệ anh, nhưng đã để tôi gặp anh, tôi không thể mặc kệ anh được, tôi không biết anh đã gặp chuyện gì, nếu anh có thương tâm ủy khuất gì, một mình để trong lòng chỉ tổ càng khó chịu, anh coi tôi là bạn cũng được, coi tôi là người qua đường cũng được, anh nếu muốn nói thì có thể tùy tiện nói với tôi vài câu, tôi đảm bảo tôi nhất định sẽ quên. Trương Dương nhìn Trần Tuyết, hắn bỗng nhiên cảm thấy mắt nóng lên, cơ hồ là sắp rơi lệ. Trần Tuyết nói, nơi này rất lạnh, anh bị thương tới kinh mạch, không thể ở trong tuyết lâu được. Trương Dương lắc đầu nói, tôi không có chỗ nào để đi cả, tôi ở đây thôi. Trần Tuyết thở dài, cô ta vươn tay cầm lấy tay Trương Dương, Trần Tuyết mềm mại nhẫn nhụi, nhưng lại thiếu độ ấm. Trương Dương bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nội tức lạnh lẽo nhưng nhu hòa thông qua lòng bàn tay mình truyền tới, hắn ý thức được Trần Tuyết đang giúp mình chữa thương. Trương Dương hất tay Trần Tuyết ra, hắn lảo đảo đứng dậy. Trần Tuyết tràn ngập lo lắng nhìn hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Trương Dương bi thương như vậy, hắn cự tuyệt sự giúp đỡ của mình, rõ ràng là muốn lợi dụng sự đau đớn của thể xác để dày vò bản thân tuy rằng cơ hội gặp mặt cô ta và trương dương rất ít nhưng cũng có chút thấu hiểu trương dương trương dương là người kiên cường trong ấn tượng của cô ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn bi thương và nản lòng như vậy trương dương nói giai đồng đã chết rồi trần tuyết ngây ra một thoáng cô ta cuối cùng cũng biết nguyên nhân khiến trương dương thương tâm trần tuyết nói khẽ anh yêu cô ta trương dương gật đầu trần tuyết nói anh muốn làm như thế nào liều mạng tra tấn mình để chứng minh chân tình của anh đối với cô ta ư Trương Dương nói, tôi không phải là là muốn tra tấn mình, tôi chỉ là không thể tha thứ cho bản thân mình, nếu không phải vì tôi, cô ấy có lẽ đã không chết. Trần Tuyết nói, tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghe nói người ta được chết cho người mình yêu là một loại hạnh phúc, tôi nghĩ cô ta nhất định cũng sẽ nghĩ vậy. Trương Dương quay đầu lại, hai mắt đỏ bừng, nói tôi không thể tha thứ cho bản thân mình. Vậy thì có thể như thế nào nữa? Anh phải chăng là muốn học theo cổ nhân dùng cái chết để tuấn tình? dùng sinh mạng để chứng minh tình yêu đối với cô ta. Ngữ khí của Trần Tuyết vẫn lãnh đạm, nhưng trong lòng cô ta lại tràn ngập lo lắng đối với Trương Dương. Trương Dương nói, tôi không biết sống tiếp thì còn có ý nghĩa gì nữa. Trần Tuyết nói, đi về phía trước thêm 50 bước chính là vách xả thân, nhảy xuống một cái là xong hết, anh từ giờ sẽ không cần phải đau khổ nữa, cũng không phải dây dứt nữa, tôi sẽ đem chuyện anh Tuấn Tình nói cho người nhà của anh, bạn bè của anh. Trương Dương ngây ra đó, Trần Tuyết nói, nếu anh thấy làm như vậy thì trong lòng có thể được an ủi, tôi ủng hộ anh, nhưng người nhà của anh thì sao? Sở yên nhiên thì sao? Bạn bè của anh thì sao? Anh nếu chết rồi, anh không phải dai dứt nữa, nhưng anh sẽ mang tới sự đau khổ cho bao nhiêu người, anh sẽ khiến bao nhiêu người thương tâm. Trương Dương im lặng không nói gì. Trần Tuyết nói, tôi trước giờ luôn cho rằng anh là một đại trưởng phu nâng lên được thì bỏ xuống được, nhưng tôi nhìn lầm rồi, anh chỉ là một tên nhu nhược mà thôi, anh đau khổ là bởi vì anh muốn né tránh, anh chạy tới đây uống rượu gào thét, vẫn là muốn trốn tránh, nếu như cố giai đồng ở trên trời có linh thiêng, cô ta sẽ cho rằng mình nhìn lầm anh rồi, cô ta sẽ hối hận vì đã yêu anh. Im mồm, Trương Dương giống như một con sư tử đang phẫn nộ. Mặt Trần Tuyết vẫn lạnh tanh, cô ta nói khẽ, anh không phải là đang làm thương hại tới bản thân, mà là làm tổn thương tới những người ở bên cạnh anh. Anh tỉnh lại đi, vì cô ta, anh nên tiếp tục sống thật tốt mới đúng sự ra đi của cô ta không phải là để anh trầm tịch trong bị thương, mà là muốn để anh hiểu được phải quý trọng người ở bên cạnh anh, hiểu được làm thế nào để bảo vệ tốt mỗi một người thân ở bên cạnh anh, đừng để họ phải chịu tổn thương. Những lời này của Trần Tuyết giống như hồi chuông cảnh tỉnh, khiến suy nghĩ bị vây trong hỗn loạn của Trương Dương mấy ngày nay bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn không thể tiếp tục trốn tránh, hắn muốn những người còn sống được vui vẻ, hắn phải tránh không để cho bi kịch của cố giai đồng lại một lần nữa xảy ra. Trần Tuyết ôn nhu nói ôn nhu nói, anh có đói bụng không? Trương Dương lắc đầu. Trần Tuyết nói, trên núi lạnh lắm, nếu thật sự đợi cho tới khi tuyết lớn phủ trắng núi, anh sợ rằng không về được nữa. Trương Dương nói, không sao cả. Trần Tuyết nói, tôi thì không muốn bị khốn ở trong núi cả đời với anh. Nói xong câu này bỗng nhiên cảm thấy mình lỡ lời, trong lòng không khỏi sao động nhẹ nhẹ, Trần Tuyết đối với tâm tình của mình khống chế được rất tốt, Trương Dương lúc này đang bi thương, đương nhiên là không để ý đến. Trần Tuyết nói, tôi muốn tới xã Hắc Sơn Tử, đã hẹn với mẹ tôi rồi, về muộn thì bà ấy nhất định sẽ lo. Trương Dương gật đầu, tôi đưa cô đi. Trần Tuyết nghe hắn nói như vậy, trong lòng lập tức cảm thấy được an ủi. Trương Dương đã không kiên trì đòi một mình ở lại nơi hoang sơn giã lĩnh này nữa rồi. Cô ta biết sự ra đi của cố giai đồng đối với Trương Dương đã đả kích rất nặng. Trong khoảng thời gian ngắn vết thương trong lòng Trương Dương không thể nào bình phục được, cô ta chỉ hy vọng Trương Dương đừng tự ngược như thế này, dần dần từ trong bi thương thoát ra, con người ta khi tình tự xuống thấp, không thích hợp ở một mình, có người nói chuyện cùng thì trong lòng sẽ đỡ hơn nhiều. Hai người xuống khỏi đỉnh Thanh Vân, Trương Dương lúc này mới chú ý tới tới tuy rằng đường núi của đỉnh Thanh Vân hiểm trở, hơn nữa tuyết động đường trơn, hành tẩu khó khăn, nhưng trần tuyết trên mặt tuyết vẫn đi rất thong dong hai chân dẫm lên mặt tuyết rất nhẹ nhàng. Trần Tuyết ở trước mặt Trương Dương cũng không có ý che giấu võ công của mình, như hành vân lưu thủy đi xuống núi. Trương Dương nhớ tới vừa rồi Trần Tuyết muốn chữa thương cho mình, cỗ nội lực từ lòng bàn tay chuyển đến đó, tu vi nội công của cô bé này đã có cảnh giới kha khá. So với Trần Tuyết, tình huống của Trương Dương ngược lại có chút không tốt, hắn vừa rồi cực kỳ bi thương, múa kiếm trong tuyết phát tiết sự thống khổ trong lòng, dưới loại tình trạng này rất dễ phát sinh sơ sẩy, nhẹ thì tổn thương kinh mạch, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải Trần Tuyết kịp thời xuất hiện, tổn thương mà Trương Dương phải chịu chỉ sợ còn lớn hơn. Trương Dương vừa đi vừa lặng lẽ điều tức, chữa trị kinh mạch bị thương, cứ như vậy, tốc độ của hắn ngược lại càng chậm hơn. Trần Tuyết Tú ngoại tuệ trung, tâm tư kín đáo, cô ta đã nhận thấy được kinh mạch của Trương Dương có chút vấn đề, lặng lẽ vươn tay ra, cầm lấy tay trái của Trương Dương, nội tức lạnh lẽo nhưng nhu hòa lại truyền vào trong kinh mạch của Trương Dương, lần này Trương Dương không cự tuyệt. Nội lực của Trần Tuyết tuy rằng không hùng hồn bá đạo bằng hắn, nhưng giống như dòng nước kéo dài không dứt, nội lực của cô ta đối với chữa trị kinh mạch có tác dụng rất mạnh, có câu là cương nhu kết hợp, nội lực của Trương Dương và Trần Tuyết chính là như vậy. Tuyết càng rơi càng lớn, tốc độ hành tẩu của hai người trong núi không nhanh không chậm, lúc ban đầu thì không có gì dị thường, nhưng về sau, trên đầu họ đều bốc lên từng luồng khí trắng, khuôn mặt kiều diễm của Trần Tuyết giống như hải đường, khí tức cũng biến thành cấp xúc. Đây là bởi vì cô ta trong quá trình giúp Trương Dương chữa thương nội tức đã hao tổn không ít. Trương Dương nhìn thấy bộ dạng của Trần Tuyết, trong lòng không khỏi thương xót, hắn nhẹ nhàng buông tay Trần Tuyết ra, thở hắt ra một hơi, nói, đỡ nhiều rồi. Trần Tuyết nhìn thấy trên mặt hắn cuối cùng cũng khôi phục một tiêu huyết sắc, biết nội thương của hắn đã khôi phục không ít, liền nói khẽ hy vọng anh đừng ngược đãi mình nữa là được. Trương Dương gật đầu, hắn chỉ về phía xa, xe pi chắp của hắn đỗ ở giữa sườn núi, bên trên đọng đầy tuyết, không không để ý thì rất dễ không nhìn thấy nó. Hai người đi tới trước xe, Trương Dương mở cửa xe, bảo Trần Tuyết lên xe trước, còn bản thân thì đi quét tuyết trên xe, sau đó vào trong xe khởi động, làm ấm một lát, rồi mới khởi động. Trần Tuyết muốn đi tới xã Hắc Sơn Tử, mẹ cô ta, cảnh cú túc đang ở đó. Bởi vì ngày tuyết đường trơn, Trương Dương cũng không dám đi nhanh, khi tới được xã Hắc Giả Sơn thì trời đã tối, sĩ nổ của Trương Dương bắt đầu từ nơi này, bởi vì núi Thanh Đài được khai phá, xã Hắc Giả Sơn cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiểu lâu trong trấn rõ ràng là nhiều hơn không ít, cửa lớn của chính phủ xã cũng được sửa sang lại. Cảnh Tú Cúc hôm nay trực nhật ở chính phủ xã, đang đứng ở cửa chính phủ xã sốt ruột đợi con gái, nhìn thấy chiếc xe pi chắp đó đi tới ngoài cửa lớn của chính phủ xã, cảnh Tú Cúc tò mò nhìn nhìn, liền thấy con gái mở cửa xe đi xuống, Trương Dương cũng đi theo, tới trước mặt cảnh Tú Cúc, hắn miễn cưỡng cười cười, chúc mừng năm mới chị cảnh. Cảnh tú cúc kinh hỉ nói, đây không phải là chủ nhiệm trương sao, ngọn gió nào thổi cậu đến xã Hắc Giả Sơn vậy. Cậu chính là khách quý đó, nghe nói cậu tới ủy ban thể dục thể thao, hiện tại đã là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, cấp bậc chính ban. Ba câu không rời nghề chính, cảnh tú cúc mở miệng ra là đề tài không ngoài thể chế. Trương Dương cười nhạt, nói, đã là chuyện quá khứ rồi, tôi gần đây nghỉ bệnh, vẫn chưa quay lại công tác. Cảnh tú cúc quan tâm nói, bệnh gì vậy? sức khỏe của cậu không phải trước giờ luôn rất tốt sao? Đối mặt với những cậu hỏi không ngừng của cảnh tú cúc, Trương Dương chỉ có cười khổ. Trần Tuyết không nhịn được bèn nói, mẹ, sao mẹ không hỏi là tuyết lớn như thế này mà mẹ vẫn để khách đứng ở ngoài? Cảnh tú cúc lúc này mới lúc này mới mình có chút thất lễ, cô ta ngượng ngùng cười nói, xem tôi kìa, chỉ mải hỏi mà quên mất không mời cậu vào ngồi. Trương Dương nói, không cần đâu, tôi còn vội về Xuân Dương thăm mẹ tôi. Trần Tuyết nói, đã chế thế này rồi, trời lại đổ tuyết lớn như vậy, anh hôm nay đừng đi nữa. Cảnh Tú Cúc nghe vậy liền thầm cả kinh, con bé này sao lại đi cùng với Trương Dương? Không ngờ còn giữ hắn ở lại, thế này không được, mình là một quả phụ, lại chỉ có một đứa con gái là Trần Tuyết, nếu để người ngoài biết thì không biết sẽ còn có lời ong tiếng ve gì. Cảnh Tú Cúc nói chủ nhiệm Trương, hay là cậu ở lại ăn cơm đi. Cô ta nói rất miễn cưỡng, trong lòng thì không tình nguyện chút nào trương dương quả thực không có ý ở lại ăn cơm hắn cười nói tôi hôm nay tới tử hà quan dân hương vừa hay gặp được trần tuyết cho nên tiện đường chở cô ấy một đoạn không quấy dày hai mẹ con chị nữa mẹ tôi ở nhà đã làm cơm rồi từ đây tới xuân dương cũng không quá xa một tiếng là tới hắn nói xong liền quay người lên ăn cơm trần tuyết nói anh lái xe cẩn thận một chút trương dương ở bên trong xe vẫy tay với hai mẹ con rồi lái xe pi chắp rất nhanh liền biến mất trong gió tuyết chờ trương dương đi xa rồi cảnh tú cúc mới kéo con gái chuyện gì vậy sao con lại đi cùng anh ta hai đứa không phải là trần tuyết nói mẹ mẹ phiền quá đi trên đỉnh thanh vân ngẫu nhiên gặp trần tuyết khiến trương dương ý thức được bên cạnh hắn còn có rất nhiều thân nhân bạn bè người yêu quan tâm đến hắn hắn không thể cứ mãi xa suốt như vậy được tình yêu đối với cố gia đồng hắn sẽ vĩnh viễn không quên nhưng không nên để người xung quanh phải lo lắng cho mình nếu không có những lời nói đó của Trần Tuyết, Trương Dương lúc này vẫn đắm chìm trong thống khổ và tự trách, hắn không rảnh bận tâm tới người ở bên cạnh, thậm chí hắn còn không nghĩ tới về Xuân Dương thăm nhà, hắn vẫn muốn trốn tránh tất cả, trốn trách hiện thực, một mình cô độ gặm nhấm đau khổ. Khi Trương Dương về nhà ở Xuân Dương thì đã là hơn 8 giờ tối, thấy trong nhà vẫn sáng đèn, Trương Dương từ sâu trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn đỗ xe lại, đạp tuyết bước mấy bước, đi tới trước cửa thì lại thấy do dự, Hắn không biết mình có nên về không. Đúng vào lúc hắn đang do dự thì một cô gái từ bên trong bước ra, Trương Dương muốn lách mình trách thì cũng đã không kịp, cô gái đó chính là Hà Hâm Nhan, Hà Hâm Nhan đứng ở trong tuyết, lặng lặng hắn, tựa hồ sớm biết hắn sẽ về, trong đôi mắt đẹp tràn ngập một nỗi nhớ nhung, quan tâm nói: "Anh về rồi à?" Trương Dương gật đầu. Hà Hâm Nhan ôn nhu nói ôn nhu nói: "Mọi người trong nhà đang chờ anh đó." Trương Dương theo sau Hà Hâm Nhan đi vào bên trong sân, nhìn thấy mẹ đang đứng đó, Triệu Tĩnh đứng ở bên cạnh bà, Triệu Thiết Sinh, Triệu Lập Quân, Triệu Lập Võ đều có mặt, Ngưu Văn Cường, Khương Lược, Đỗ Vũ Phong, An Ngữ Thần, Hải Lan và Hồ Nhân như cũng đều ở đây. Từng đôi mắt đầy quan tâm toàn bộ đều nhìn Trương Dương, trong lòng Trương Dương cảm thấy ấm áp vô cùng, hắn cuối cùng cũng ý thức được, trên thế giới nào còn có rất nhiều người quan tâm tới mình. Hắn không thể mãi trầm luân như vậy được, chính bởi vì giai đồng, hắn càng phải đối đãi tốt với mỗi một người thân bên cạnh hắn. Lập Hoa vọng mỉm cười nhìn con trai, trong nụ cười chất chứa biết bao yêu thương, quan tâm, bà ta bước lên trước, cầm tay Trương Dương, nói thằng ba, mọi người đều đang đợi con về ăn cơm đó. Trương Dương không nói gì, nhưng nội tâm hắn đã bị sự ấm áp bao phủ. Như Văn Cường nói, tôi nói nay Trương Dương, cậu biết chúng tôi hôm nay tới đây. Trương Dương nói, lời này tôi còn đang định hỏi anh đây. Khương Lượng bật cười, thật ra bọn họ hôm nay là tụ hội ở Kim Khải Việt của Ngưu Văn Cường, nhưng mãi không liên hệ được với Trương Dương, Hải Lan, Hồ Nhân Như, Hà Hâm Nhan đã hẹn tới Xuân Dương cùng Trương Dương đón năm mới, nhưng cũng không liên hệ được với hắn. An Ngữ Thần vào mùng ba cũng tới Xuân Dương, một là để tảo mộ cho ông nội, hai là để tìm vị sư phụ đã bật vô âm tín này, mấy người không hẹn mà cùng ở Kim Khải Việt. Còn bọn họ không hẹn mà cùng tới nhà Trương Dương, đều là bởi vì Trần Tuyết trước đó đã gọi điện thoại cho Triệu Tính, nói cho cô ta biết Trương Dương sẽ về nhà. Triệu Tính sau khi nghe nói tình trạng của anh trai, cũng rất lo lắng, vì thế liên lạc với Ngưu Văn Cường, trình diễn một cuộc nghênh đón long trọng Trương Dương về nhà. Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm sự cảm động trong lòng Trương Đại Quan Nhân khó có thể hình dung được, con người ta khi đang chán nản, cần nhất là loại quan hoài này trương dương nói với an ngữ thần cô từ hong kong về khi nào vậy an ngữ thần nói còn nói nữa à anh làm sư phụ mà năm mới không biết cho bao lì xì à trương dương cố nặn ra một nụ cười cô còn chưa khấu đầu với tôi tôi sao cho cô lì xì được mọi người đều bật cười từ lập hoa hô mau vào nhà ngồi đi bên ngoài vẫn đổ tuyết tối nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên như văn cường nói gì từ có lạp sườn không lạp sườn mà gì làm thực sự là ăn rất ngon có tôi nay cho cậu ăn no luôn anh em triệu lập quân triệu lập vũ treo một dây pháo ra ngoài đỗ vũ phong hét lên như trẻ con năm mới vui vẻ trên mặt mọi người đều vui sướng như văn cường và triệu tân vĩ kéo trương dương vào ngồi giữa bàn triệu thiết sinh nâng chén lên nói sang năm mới thì phải đoàn viên vui vẻ phải có không khí năm mới tất cả những chuyện không vui của năm cũ hãy quên đi hết năm sau chính là một sự bắt đầu mời cạn chén. chương 649, lòng người hoảng hốt. Lý trường vũ tết âm lịch này không về nhà ở Xuân Dương, y thậm chí cũng không có thời gian nghỉ ngơi, bí thư thị ủy từ quang nhiên bởi vì làm trái kỳ cương mà bị song quy, trong thường ủy thành phố Nam Tích có bao nhiêu người vì liên quan mà ngã ngựa, trong toàn bộ thể chế Nam Tích ai ai cũng thần hồn nát thần tính, mỗi người trong đội ngũ cán bộ đều cảm thấy bất an, sức công tín của chính phủ phải chịu sự nghi ngờ trước giờ chưa từng có, Lý Trường Vũ dưới tình huống như vậy phải nhậm chức chính là cái gọi là lâm ngụy thụ mệnh. Muốn nhanh chóng bước ra khỏi cơn bão này thì phải xây dựng lòng tin trong đội ngũ cán bộ, đầu tiên phải có tự tin thì mới có tâm tình mà làm việc, mới có thể làm tốt công việc, mới có thể giành lại lòng tin của người dân. Tỉnh Lý bổ nhiệm y làm bí thư thị ủy, y chính là trung tâm lãnh đạo của Nam Tích, làm như thế nào mới có thể khiến cán bộ đảng viên của thành phố Nam Tích đoàn kết chặt chẽ bên cạnh mình là vấn đề mà Lý Trường Vũ phải đối mặt. Khi y tới Nam Tích đảm nhiệm chức phó thị trường thường vụ, Lý Trường Vũ cũng đã ý thức được tỉnh Lý có thể sẽ đè thêm gánh nặng lên vai mình, có điều y không ngờ tất cả lại tới nhanh như vậy, cơ hồ là khiến y không kịp chuẩn bị chút nào, hắn nhận thức được rõ ràng rằng, mình vượt qua thị trường Hạ Bá Đạt, trực tiếp trở thành lãnh đạo đứng đầu Nam Tích, Hạ Bá Đạt thân là nhân vật số 2 của thành phố Nam Tích, trong lòng tất nhiên sẽ khó chịu, chuyện đầu tiên sau khi Lý Trường Vũ thượng nhiệm chính là tìm Hạ Bá Đạt nói chuyện. Hạ bá đạt hai ngày này cũng không nghỉ ngơi, chính đàn nam tích loạn thành một mớ, vào thời khắc mẫn cảm như thế này, không ai dám trốn ở nhà đón năm mới. Tất cả cán bộ lãnh đạo đều tới trụ sở làm việc của thị chính phủ và thị ủy, không có ai quy định bọn họ phải làm thêm, chế độ nghỉ ngơi của bọn họ vẫn giống như thời hòa bình. Trong trụ sở của thị chính phủ, thị ủy bị một bầu không khí nặng nề che phủ, tâm tình của hạ bá đạt càng xấu hơn bất kỳ ai, sau khi từ quang nhiên bị song quy, Cá nhân y cho rằng mình đương nhiên sẽ thay thế Từ Quang Nhiên làm bí thư thị ủy, Lý Trường Vũ dù sao cũng là người đến sau, không có kinh nghiệm đảm đương vị trí đứng đầu một thành phố, từ tư lịch mà nói, mình không biết hơn y bao nhiêu lần, chuyện này vốn không nên tồn tại huyền niệm, nhưng tỉnh lý lại quyết định để Lý Trường Vũ vượt qua mình trở thành bí thư thị ủy. Còn y thì vẫn ngồi nguyên trên chức cũ, sự chán nản và mất mát của Hạ Bá Đạt là không thể nào tả được. Lý Trường Vũ chủ động tìm đến Hạ Bá Đạt vẫn rất suy nghĩ tới mặt mũi của lão đồng chí, khi y tới văn phòng thị trường, Hạ Bá Đạt đang ngồi đó xem giấy tờ, nghe thấy tiếng bước chân của Lý Trường Vũ, Hạ Bá Đạt bỏ giấy tờ xuống, cởi kính dâm đứng dậy, cười nói, bí thư Lý tới đây à? Tuy y rất không tình nguyện, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự thận Lý Trường Vũ đã trở thành bí thư thị ủy thành phố Nam Tích. Đã gọi thì phải gọi cho đúng, cho dù là trong lòng không cao hứng, nhưng vào những lúc như thế này, tố dưỡng chính trị mà hạ bá đạt bồi dưỡng được đã mang tới tác dụng, y cười rất khiêm hòa, ít nhất thì từ vẻ mặt không nhìn ra y có bất kỳ tình tự bài xích lý trường vũ nào, y xuất thân từ thư ký, giỏi nhất chính là lừa lãnh đạo. Loan Thắng Văn nói, thị trường hạ không về nhà đón năm mới à. Hạ bá đạt thở dài, trong lòng không yên, lời này chính là miêu tả tình trạng nội tâm của y lúc này, hạ bá đạt không nói dối, trong lòng y quả thật không yên, bị dày vò rất khó chịu. Lý Trường Vũ gật đầu, ngồi xuống đối diện Hạ Bá Đạt, nhìn thấy trên bàn làm việc của Hạ Bá Đạt có một bao thuốc lá, rất tự nhiên cầm lên, không trưng cầu ý kiến của Hạ Bá Đạt đã châm một điếm. Y hít một hơi, thưởng thức một chút rồi cầm bao thuốc lên nhìn, nói khẽ, nhất phẩm cầm loan, thuốc này hình như trên thị trường vẫn chưa được bán mà, thuốc ngon. Hạ Bá Đạt cười cười, sản phẩm mới của nhà máy thuốc lá Nam Tích trong năm nay, Liêu Vĩ Trung hai ngày trước tới đây bàn công việc với tôi, tôi bình thường không hút thuốc nhưng chuyện trong mấy ngày nay quá nhiều ngẫu nhiên hút một hai điếu anh thích hút thì tôi đưa cho anh mấy bao lý trường vũ cười cười gật đầu hạ bá đạt mở ngăn kéo lấy ra hai bao nhất phẩm cẩm loan cho y lý trường vũ nói thị trường hạ anh đối với công tác sắp khai triển của chúng ta có ý kiến gì không hạ bá đạt nói đám người này từ quang nhiên này xuống ngựa khiến cho ai nấy hoảng sợ tôi thấy nam tích chúng ta trải qua một kiếp này tất nhiên là đại thương nguyên khí Lý Trường Vũ yên lặng hút thuốc. Những gì mà Hạ Bá Đạt nói là sự thực. Hạ Bá Đạt lại nói chuyện chỉ là một bắt đầu. Từ Quang Nhiên, Lý Bồi Nguyên, Trần Hạo, Đường Hưng Sinh, mấy người này tuy rằng xuống ngựa, nhưng lấy bọn họ làm trung tâm không biết còn lôi ra được bao nhiêu người nữa. Tổ công tác của Trung kỷ ủy và ủy ban kỷ luật tỉnh vẫn chưa đi. Xem ra chuyện này vẫn còn kéo dài một đoạn thời gian nữa. Bí thư Lý, tôi nói một câu khó nghe nhé, công tác sau này của anh không dễ làm đâu. Không ai biết được chuyện này liên lụy tới trình độ nào Lý Trường Vũ nói Thị trường hạ Tất cả đều những gì anh vừa nói đều là sự thực Cũng là tình huống mà chúng ta phải đối mặt Thể chế Nam Tích đã bị đám người này dẫm đạp không còn ra hình dáng Chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất một lần nữa khôi phục thể chế này Để ban lãnh đạo Nam Tích được khôi phục vận hành bình thường Hạ bá đạt nói Bí thư lý Chủ ý vẫn là anh đưa ra Nói chung tôi sẽ toàn lực phối hợp công tác với anh Lý Trường Vũ nói, thị trường hạ, bất kể kinh nghiệm công tác hay là năng lực lãnh đạo anh so với tôi đều thích hợp ngồi ở vị trí này hơn. Hạ bá đạt ngắt lời Lý Trường Vũ, bí thư Lý, anh đừng nói như vậy, lãnh đạo tỉnh vào lúc nguy nan đã giao trọng trách này giao cho anh, chính là nhìn chúng năng lực công tác của anh, vào những lúc như thế này, anh cũng không thể từ chối được. Lý Trường Vũ nói, thị trường hạ, không phải không phải muốn từ chối, tình thế cũng cũng cho phép tôi từ chối, tôi là muốn nói, Hai người chúng ta phân biệt nắm đảng và chính phủ, công tác của chúng ta đều quan trọng, hiện tại Nam Tích đang ở vào lúc cần chúng ta hợp tác chân thành. Hạ Bá đạt cười cười, nói: "Bí thư Lý, trong lòng anh phải chăng có băn khoăn gì đó? Tôi biết anh lo điều gì, anh không cần phải lo lắng, tôi trở thành đảng viên cũng không phải là một ngày hai ngày, không dám nói là giác ngộ chính trị của bản thân rất cao, nhưng ít nhất thì tôi cũng có đại cục quan, nhìn thấy cục diện của Nam Tích hiện tại tôi cũng rất đau xót, cũng rất khó chịu." Tâm tình của tôi cũng giống như anh vậy, tôi muốn đưa Nam Tích đi lên, muốn mau chóng trừ hết những ảnh hưởng bất lương của Nam Tích, để Nam Tích trở lại thành một viên minh châu của Nam Bộ Bình Hải. Lý Trường Vũ không tin những lời này của Hạ Bá Đạt, trong khoảng thời gian tới Nam Tích, y đối với con người của Hạ Bá Đạt đã hiểu được tương đối, người này ngoài mặt thì hòa khí, miệng nói rất hay, nhưng khi làm thật thì lại cản ba ngăn bốn, né nặng tìm nhẹ, Hạ Bá Đạt trước giờ không phải là một người làm thật. Lý Trường Vũ không hy vọng một người sẽ đột nhiên phát sinh thay đổi bản chất, mục đích y tìm Hạ Bá Đạt chính là muốn nhắc nhở Hạ Bá Đạt, những lời dễ nghe tôi đã nói cho anh nghe rồi, Hạ Bá Đạt anh tự giải quyết cho tốt. Đừng trở thành chướng ngại vật trong công tác về sau của tôi. Hạ Bá Đạt rất không vui với Lý Trường Vũ, y không cho rằng Lý Trường Vũ lần này chủ động tới đây tìm y là để mở rộng cửa lòng với y, ngược lại, y cho rằng Lý Trường Vũ đang thị uy với mình. Hạ bá đạt đương nhiên hiểu rõ tình thế hiện tại của Nam Tích vô cùng ác liệt, nhưng y không hề đau lòng như ngoài miệng đã nói, có thì có thật, nhưng không nghiêm trọng như vậy, nói trắng ra hạ bá đạt vẫn thiếu tinh thần người chủ, y cho rằng Lý Trường Vũ nếu trở thành bí thư thị ủy Nam Tích, cục diện dối rắm này của Nam Tích đương nhiên sẽ do Lý Trường Vũ thu thập, có suy nghĩ này, hạ bá đạt đột nhiên ý thức được mình nếu thật sự trở thành bí thư thị ủy Nam Tích cũng không phải là chuyện tốt, Nam Tích hiện tại lòng người hoảng hốt. Mưa gió vần vũ, muốn tiêu trừ ảnh hưởng bất lợi do đám người từ quang nhiên mang đến, xoay chuyển khốn cảnh trước mắt của nam tích cũng không phải dễ dàng. hạ bá đạt vẫn có chút tự biết lấy mình, y biết cân lượng của mình, cho dù là giao nam tích này cho y, y cũng không biết nên xuống tay từ đâu. lý trường vũ nói thị trường hạ chúng ta thương lượng phân công của mấy vị phó thị trường một chút. hiện tại vào những lúc như thế này, phân phối công tác cho mấy vị phó thị trường cũng thành nan đề bởi vì ai không ai biết được trong những phó thị trưởng này có ai có liên quan tới Từ Quang Nhiên hay không. Ví dụ như Vương Hải Ba, Y và Trần Hạo từng phụ tá đắc lực của Từ Quang Nhiên, Trần Hạo có vấn đề, ai có thể cam đoan Y không có sai lầm nào. Bàn cờ tuy rằng đã giao cho Lý Trường Vũ, nhưng bàn cờ này không dễ đánh chút nào. Lý Trường Vũ ở trong văn phòng thị trưởng nửa tiếng đồng hồ, thời gian Y và Hạ Bá đạt nói chuyện tuy rằng rất dài, nhưng không hề có bất kỳ tiến triển có tính thực chất nào, con người của Hạ Bá Đạt vẫn như trước kia, ngoài miệng thì nói rất hay, nhưng y không có một chút kiến nghị chủ động nào, trong mắt Lý Trường Vũ, thái độ công tác tiêu cực của Hạ Bá Đạt đúng là một loại đối kháng im lặng, trước khi thượng nhiệm, Lý Trường Vũ cũng đã cảm thấy áp lực từ các mặt. Trên đường trở về văn phòng của mình, Lý Trường Vũ gặp bộ trưởng tổ chức Hạ Anh Bồi, thành phố Nam Tích chỉ còn mấy vị thường ủy này là thát thà ở tại đơn vị, nhìn thấy Lý Trường Vũ, Hạ Anh Bồi cười cười, nụ cười lộ ra vẻ có chút miễn cưỡng. Gần đây tâm tình của mọi người đều chịu không ít áp lực, có thể cười được là tốt lắm rồi." Hạ Anh Bồi nói, "Bí thư Lý, không ở nhà nghỉ ngơi à?" Lời này có chút dư thừa, trong tình huống hiện tại, ai có thể an tâm mà ở trong nhà nghỉ ngơi. Lý Trường Vũ cũng cười nói, "Anh không phải cũng đến làm thêm sao?" Hạ Anh Bồi thở dài nói, trong lòng không yên, sao đột nhiên nam thích của chúng ta lại biến thành như thế này? Lý Trường Vũ thì không cho rằng Nam Tích lại đột nhiên biến thành tình trạng trước mắt, bất kỳ chuyển biến nào cũng đều có quá trình nhất định. Hà Anh bồi thân là thường ủy thị ủy Nam Tích, nhưng lại không hề phát giác một số chuyện xảy ra ở bên cạnh. Hà Anh bồi trong thường ủy thuộc loại người nhún nhường, nguyên tắc làm người làm việc là không cầu có công, chỉ cầu không có sơ suất, nói trắng ra là thuộc phái chắn gian. Lý Trường Vũ còn biết một chuyện, Hà Anh bồi và Lý Bồi Nguyên, bí thư ủy ban kỷ luật vừa xuống ngựa có quan hệ rất tốt. Cơn bão chính trị lần này của Nam Tích khiến các quan viên, bao gồm cả Lý Trường Vũ trở nên cẩn thận hơn nhiều, biểu hiện trực tiếp nhất của bọn họ chính là thái độ đối đãi với đồng sự, bởi vì chuyện vẫn chưa kết thúc, không ai biết được người tiếp theo bị xuống ngựa sẽ là ai. Lý Trường Vũ có thể đảm bảo sự thanh chính liêm minh của mình, nhưng Hạ Anh Bồi thì sao? Y không dám đảm bảo. Hà Anh Bồi là một vị lão tướng trên chính đàn, y có thể phát giác ra được lòng cảnh giác của Lý Trường Vũ đối với mình trong khoảng thời gian ngắn ban lãnh đạo nam tích ai ai cũng cảm thấy bất ai không ai dám đảo bảo đối phương là đáng tin là thanh liêm nhớ tới lão bằng hữu lý bồi nguyên trong lòng hà anh bồi cảm thấy bi ai khôn tả y và lý bồi nguyên tương giao nhiều năm với sự thấu hiểu của y đối với lý bồi nguyên thật sự là không phát hiện lý bồi nguyên lại là một tham quan càng không ngờ ô dù của đường hưng sinh là y mấy năm nay kính là lý bồi nguyên đã hiểm trợ cho đường hưng sinh làm trái pháp luật hà anh bồi nói đến giờ ăn cơm rồi bí thư lý cùng tới căn tin cơ quan ăn chút gì đó đi. Lý Trường Vũ gật đầu, hai người cùng nhau đi tới căn tin của cơ quan, Lý Trường Vũ nói, bọn bộ trưởng khổng đi rồi à. Hạ Anh bồi gật đầu nói, bộ trưởng khổng và tỉnh trưởng Chu đều đi rồi, hiện tại các đồng chí trong tổ công tác liên hợp của Trung Kỳ ủy và ủy ban kỷ luật tỉnh vẫn còn ở Nam Thích, hai ngày nay đã nói chuyện với không ít đồng chí. Lý Trường Vũ thở dài trong lòng, thở dài trong lòng, lần này ban lãnh đạo nam tích thật sự có thể nói là đại thương nguyên khí hai người tới ngoài cửa căn tin cơ quan thì gặp người của tổ công tác ủy ban kỷ luật tỉnh phó bí thư lưu diễm hồng của ủy ban kỷ luật tỉnh cũng ở trong đó nhìn thấy bọn lý trường vũ lưu diễm hồng chủ động đi tới bí thư lý cũng đến ăn cơm à lý trường vũ cười nói bí thư lưu không phải là đã an bài cho các vị ăn ở nhất chiêu ư sao lại tới căn tin cơ quan của chúng tôi lưu diễm hồng cười nói hai ngày nay tất cả đều bận rộn điều tra tình huống nói chuyện với nhân viên tương quan của thị chính phủ và thị ủy các anh thật sự là rất mệt ở đây ăn cơm đỡ phải đi xa buổi chiều còn phải tiếp tục công tác lý trường vũ nói đây là chúng tôi cân nhắc không chu toàn sớm biết rằng như vậy tôi nên an bài trước lát nữa tôi sẽ tìm tiểu phùng hỏi một chút lưu diễm hồng nói bí thư lý công tác chiêu đãi của các vị rất chu đáo là chúng tôi muốn bớt việc đi thôi khi hai người đang nói chuyện nhìn thấy chủ nhiệm văn phòng chiêu đãi chính phủ thành phố Phùng Tinh hồn hển chạy tới, cô ta cũng không ngờ Lý Trường Vũ và Hà Anh Bồi đều ở đây, vội vàng chạy ra chào hỏi, đi tới trước mặt Lưu Diễm Hồng, bí thư Lưu, phía bên đó đã chuẩn bị hết rồi, cô sao không tới đó. Lưu Diễm Hồng cười nói, vừa rồi đã nói chuyện này với bí thư Lý rồi, không cần phiền phức vậy đâu, chúng tôi ăn ở đây là được rồi. Phùng Tinh còn đang định nói gì đó thì nhìn thấy Lý Trường Vũ đánh mắt ra hiệu, lập tức tâm lĩnh thần hội, cô ta chẳng thèm lau mồ hôi trên trán nói bí thư lưu các vị chờ một chút tôi lập tức sẽ đi an bài lưu diễm hồng nói an bài gì ăn cơm suất là được rồi lý trường vũ lưu diễm hồng hạ anh bồi ba người đều đi lấy cơm công tác ba người ngồi xuống cùng bàn phùng tinh lại cho mỗi người thêm một cái chân gà lưu diễm hồng không khỏi cười nói đã nói rồi mà người làm cán bộ như chúng tôi cũng không cần được đặc cách đâu lý trường vũ cười nói năm mới ăn một cái chân gà cũng không được gọi là đặc cách gì cả, cán bộ đảng cũng phải ăn thịt mà. Lưu Diễm Hồng gấp cái chân gà cho Lý Trường Vũ, bí thư Lý ăn đi, tôi giờ ít ăn đồ mặt lắm. Đàn bà tới tuổi trung niên bắt đầu chú trọng bảo dưỡng, Lưu Diễm Hồng hiện tại cũng bắt đầu ăn kiêng. Lý Trường Vũ cũng không chối từ. Hạ Anh bồi cúi đầu ăn cơm, y có chút hối hận vì đã tới đây ngồi, vị trí hiện tại của mình rất khó xử, người khác đều biết quan hệ giữa y và Lý Bồi Nguyên rất tốt, rất nhiều người đều hoài nghi y cũng có vấn đề, mình tuy rằng là thường ủy, nhưng ở trước mặt Lý Trường Vũ và Lưu Diễm Hồng, y vẫn chưa tính là gì, nhưng hôm nay là y chủ động mời Lý Trường Vũ cùng đi ăn cơm, y vốn muốn cầm đồ ăn sang một bên ăn, nhưng lại khó ăn khó nói, Hà Anh Bồi chỉ muốn ăn nhanh cho xong, cáo từ đi trước, việc gì phải ở lại đây làm chướng mắt người ta. Nhưng y ăn quá nhanh, thành ra bị nghẹn, vội vàng nuốt một ngụm canh, ai ngờ được là canh quá nóng, căn bản không thể nào nuốt được ngược lại còn làm lưỡi y bị phỏng, thật sự là đen tới cùng cực. Lý Trường Vũ nhìn thấy bộ dạng của Hà Anh Bồi, trong lòng có chút buồn cười, nhưng trong trường hợp này không thể cười được, y vội vàng đưa chén nước ở trước mặt mình cho Hà Anh Bồi. Hà Anh Bồi uống mấy ngụm, lúc này mới thấy đỡ, đầu dưới tê rát, chắc là bị phỏng ra rồi. Hà Anh Bồi lúng túng nói lúng túng nói, không cẩn thận nên bị nghẹn. Lưu Diễm Hồng mỉm cười nói mỉm cười nói, Bộ trưởng Hà đừng ăn gấp như vậy, hôm nay không phải làm việc, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện hà anh bồi gật đầu nhưng vẫn úi đầu ăn cơm lưu diễm hồng nói quan hệ của bộ trưởng hà bộ trưởng hà và lý bồi nguyên rất tốt nhỉ hà anh bồi cả kinh y buông đúa cầm khăn tay lau miệng nói tôi và lý bồi nguyên là lão bằng hữu nhiều năm hà anh bồi cũng không giấu giếm cũng không vạch rõ giới hạn với lý bồi nguyên y và lý bồi nguyên có giao tình mấy chục năm y không muốn phủ định cũng không thể phủ định Lưu Diễm Hồng đã hỏi như vậy thì chứng tỏ người ta đã nắm rất rõ tình huống. Lưu Diễm Hồng mỉm cười nói, Bộ trưởng Hà thấy vị lão bằng hữu này thế nào? Hà Anh Bồi nói, trong ấn tượng của tôi, Lý Bồi Nguyên là một người có nguyên tắc đảng tính rất mạnh, anh ta đối với người nhà, đối với bản thân mình đều yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, tính tình ngay thẳng, là người ghét ác như thù, anh ta làm công tác của Ủy ban kỷ luật nhiều năm, án kiện của cán bộ làm trái kỷ luật qua tay anh ta vô số, nếu như lật lại ghi chép, có thể phát hiện anh ta công tác rất cẩn thận tỉ mỉ, kiên trì nguyên tắc. Hạ Anh Bồi không phải cố ý nói tốt cho Lý Bồi Nguyên, y nói đúng về Lý Bồi Nguyên trong ấn tượng của y. Lý Trường Vũ nhíu mày, y rất thích Hạ Anh Bồi vào những lúc như thế này còn dũng khí nói những lời tốt về Lý Bồi Nguyên, nhưng Hạ Anh Bồi ở trước mặt Lưu Diễm Hồng nói những lời này, hiển nhiên là không hợp lúc. Cũng may là Lưu Diễm Hồng cũng không để ý, cô ta nói khẽ, anh trong những lúc bình thường có phát hiện sự chuyển biến của Lý Bồi Nguyên không? hạ anh bồi lắc đầu tôi thật không phát hiện anh ta bình thường rất hiếu thuận đối đãi với người trong nhà cũng rất tốt nếu cô tới nhà của anh ta cô sẽ phát hiện tới hiện tại trong nhà vẫn không được sửa sang gì rất là đơn sơ trong thư phòng của anh ta còn có một bức tranh chữ lưu diễm hồng ngắt lời hạ anh bồi nghèo khó cô ta đã từng tới nhà lý bồi nguyên nhìn thấy bức tranh chữ treo ở trong phòng lý bồi nguyên rồi hạ anh bồi gật đầu lưu diễm hồng nói anh chắc không biết sau bức tranh chưa đó, trong tường kép dán vách cất dấu biên lai like gửi tiền 50 vạn nhân dân tệ. Hạ Anh bồi trợn tròn mắt, y không biết, y thật sự không biết. Y và Lý Bồi Nguyên kết giao vài chục năm, tự nhận đã là bạn bè không giấu giếm gì nhau, nhưng không ngờ Lý Bồi Nguyên lại ẩn giấu sâu như vậy. Lưu Diễm Hồng nói, Lý Bồi Nguyên che giấu rất tốt, nếu không phải có tư liệu mà Đường Hưng Sinh lưu lại, tôi cũng không ngờ được một vị cán bộ của Ủy ban kỷ luật luôn luôn cần cù như vậy lại là một tội phạm tham ô, không ngờ là một người che chở cho các quan viên khác. Hạ Anh Bồi nói, trước đây anh ta không phải như vậy. Y vẫn không thể tiếp nhận chuyện này. Lưu Diễm Hồng nói, tôi cũng tin rằng anh ta trước đây không phải như vậy, nhưng anh ta đã thay đổi rồi, Lý Bồi Nguyên đã không còn là người như trong ấn tượng của anh, y nhận hối lộ của đường hương sinh, giúp đường hương sinh che giấu chuyện hắn phạm tội, ở Nam Tích trở thành một quan viên dựng lên một chiếc ô dù che chở. Hạ Anh Bồi nói, tôi không biết anh ta thay đổi từ lúc nào, nói thật lòng, cho tới bây giờ tôi vẫn không thể nào tiếp nhận được. Lưu Diễm Hồng nói, những cán bộ quốc gia như chúng ta không thể đi sai đường được, một khi đi sai, chính là hủy diệt chính mình, làm tổn hại tới nhân dân và quốc gia, cho dù bị chế tài, cho dù là hối hận không kịp thì cũng không thể vãn hồi lại được những tổn thất đã tạo thành. Hạ Anh Bồi trong lòng rất khó chịu y thở dài nói tôi thật sự là muốn hỏi ngay trước mặt anh ta rốt cuộc là trong lòng anh ta nghĩ gì y không muốn tiếp tục ở lại nữa đứng dậy nói bí thư lưu bí thư lý hai người nói chuyện đi tôi về trước đây trong lòng thật sự rất loạn cần phải điều chỉnh một chút không thể dùng trạng thái như vậy để công tác được lưu diễm hồng gật đầu hạ anh bồi đi rồi lưu diễm hồng nói với lý trường vũ nghe nói bí thư lý muốn công khai tài sản của mình Lý Trường Vũ cười nói, đúng vậy, tôi đã nói như thế, hơn nữa tôi rất nhanh sẽ làm như vậy, đợi công tác của các cô kết thúc, đợi người phụ trách của Ủy ban Kỷ luật thành phố Nam Tích xác định, tôi lập tức sẽ tiến hành công khai tài sản cá nhân của mình. Lưu Diễm Hồng cười nói, anh không sợ người khác nói anh chơi trội à. Lý Trường Vũ nói, chắc rằng khẳng định sẽ có người nói tôi như vậy, có tham liêm hay không không phải là có công khai tài sản cá nhân của mình hay không, tôi làm vậy quả thực là có thành phần chơi trội. Nhưng tôi không phải là muốn làm cho các lãnh đạo xem, tôi là làm cho toàn bộ người dân thành phố Nam Tích xem. Trải qua lần bão tố chính trị này, chính đàn Nam Tích đã vỡ nát, độ tín nhiệm của người dân thành phố đối với ban lãnh đạo chúng ta đã xuống thấp tới cực điểm, tôi phải thông qua loại phương thức cực đoạn này để xây dựng lại lòng tin của người dân thành phố đối với ban. Lãnh đạo chúng tôi, chuyện này không thể kéo dài được, phải lập tức thực hiện, chỉ khi người dân có lòng tin đối với chúng tôi Tôi mới có thể lãnh đạo mọi người thúc đẩy nam tích tiếp tục tiến lên, muốn để thành thị phát triển khỏe mạnh, chỉ dựa vào một mình tôi là không đủ, chỉ dựa vào một hai cán bộ lãnh đạo cũng không đủ, căn bản vẫn là ở người dân." Lưu Diễm Hồng nói, trọng trách trên vai anh cũng không nhẹ đâu, muốn kích phát ý chí chiến đấu của cán bộ, muốn xây dựng lại lòng tin của người dân, muốn khôi phục lực công tín của chính phủ là rất khó khăn." Lý Trường Vũ nói, quả thực là rất khó, Bí thư Lưu, tôi không giấu cô Hiện tại nhân tâm của ban lãnh đạo Nam Tích rất bấp bênh, muốn buộc những người này lại thành một dây, cần phải mau mau giải quyết vấn đề của đám người từ Quang Nhiên. Lưu Diễm Hồng bật cười, cô ta nói khẽ trước khi ôi đến Nam Tích, Bí Thư Kiều và tỉnh trưởng Tống đã dặn dò riêng, bảo tôi nhất định phải chú ý phương pháp, phương thức làm việc, cố gắng đừng tạo thành tình tự khủng hoảng trong đội ngũ cán bộ. Nhưng cái này tôi không thể khống chế được. Từ Quang Nhiên, Lý Bồi Nguyên, Trần Hạo, thậm chí là Đường Hương Sinh đã chết bọn họ đều từng thường ủy của thành phố Nam Tích, sức ảnh hưởng trên chính đàn Nam Tích rất lớn, quan hệ các mặt cũng dối rắm chúng tôi đã phải điều tra rõ. Lại phải nghĩ tới tình tự của quần chúng cán bộ, mấy ngày nay, bất kể là ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi hay là các đồng chí của Trung kỳ ủy đều ngày đêm công tác, chuyện trên cơ bản đã có manh mối, nhưng muốn kết án thì vẫn còn hơi sớm, trước khi tới đây ăn cơm, tôi còn đặc biệt gọi điện thoại cho tỉnh trưởng Tống. Tỉnh trưởng Tống lại cường điệu chuyện này đừng tiếp tục khoách đại ảnh hưởng để tránh tiến thêm một bước làm ảnh hưởng đến sức công tín của chính phủ, chúng tôi tranh thủ trước 15 có thể hoàn thành toàn bộ công tác điều tra. Lý Trường Vũ nói, vậy là tốt rồi, nói một câu thật lòng, chỉ cần các vị ở Nam Tích, mọi người trong lòng đều không nơm nấp lo sợ. Lưu Diễm Hồng nói, không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa, nếu như không thẹn với lòng thì không có gì mà phải sợ cả. Lý Trường Vũ nói, không nói như vậy được, đúng như những gì cô nghĩ tới, sức ảnh hưởng trên chính đàn nam tích của mấy người bọn từ quang nhiên là rất lớn, những người trong thể chế nam tích có quan hệ với họ, được bọn họ đề bạt rất nhiều, đặc biệt là một số cán bộ trước đây đi lại thân cận với họ, hiện tại tâm tình đều rất sợ hãi. Lưu Diễm Hồng nói, vậy thì cứ để họ bất an một đoạn thời gian đi, Trung Kỳ ủy vô cùng coi trọng vụ án này, nhưng trong quá trình mà chúng tôi điều tra lại làm theo nguyên tắc chuyện lớn hóa nhỏ, không thể bắt hết những cán bộ có vấn đề của Nam Tích cách anh, Người mà chúng tôi điều tra là những cán bộ có vấn đề từ cấp ban trở lên, còn những cán bộ cơ sở nếu tồn tại vấn đề, sau này sẽ giao cho Ủy ban Kỷ luật Nam Thích các anh tự xử lý. Lý Trường Vũ lại nhớ ra một chuyện, Bí Thư Lưu, sau khi Lý Bồi Nguyên xuống ngựa, Ủy ban Kỷ luật Thành phố Nam Thích chúng tôi xuất hiện một chỗ khuyết, Bộ trưởng không của Bộ Tổ chức tỉnh khi tới đây không hề tuyên bố chuyện này, không biết tỉnh Lý rốt cuộc có tính toán gì. Lưu Diễm Hồng cười nói, chuyện này tôi cũng biết được một chút, lãnh đạo tỉnh rất là coi trọng công tác của ủy ban kỷ luật thành phố nam tích lần này ôm ý niệm mất bò mới lo làm chuồng nhân tuyển đã được xác định chủ nhiệm phòng giám sát kiểm tra kỷ luật thứ nhất của ủy ban kỷ luật tỉnh mã thiên dực sẽ đến nam tích đảm nhiệm chức tân bí thư ủy ban kỷ luật trước đây công tác của anh ta vẫn luôn rất xuất sắc trước mắt đang học tập ở trường đảng trung ương tổ chức cũng đã thông chi cho anh ta vài ngày nữa anh ta sẽ tới nam tích chính thức khai triển công tác giống như anh vậy anh ta cũng là lâm nguy thụ mệnh Lý Trường Vũ cũng có nghe nói về Mã Thiên Dực, người này ở Ủy ban kỷ luật tỉnh nổi danh với tác phong cứng rắn, rất nhiều cán bộ vừa nghe thấy người này đã sợ vỡ mật, có người lén lút đặt cho y ngoại hiệu là Hắc Diện Sát Tinh, có điều tác phong của Mã Thiên Dực cũng quyết định y rát dễ đắc tội với người ta, lần này tới trường Đảng Trung ương học tập, nghe đồn chính là vì đắc tội với một vị lãnh đạo nào đó. Lưu Diễm Hồng nói, Mã Thiên Dực là người nóng tính, ghét ác như thù, hy vọng hai người các anh có thể phối hợp tốt với nhau lý trường vũ cười nói tôi là người mềm tính không sợ sự nóng giận của anh ta lưu diễm hồng bật cười cô ta ăn cơm xong cầm khan lau môi chủ nhiệm phòng chiêu đãi của thị chính phủ phùng tinh một mực không đi đâu sai người pha một bình trà bích loa ngon rồi tự mình mang tới lưu diễm hồng cười nói với phùng tinh tiểu phung thời gian này cực khổ cho cô rồi phùng tinh nói công tác của tôi chính là phục vụ lãnh đạo mà lý trường vũ nhìn cô ta với vẻ không vui cải chính lại, phục vụ nhân dân mới đúng." Mặt Phùng Tinh đỏ lên, nói những lời này quen rồi, chẳng cần suy nghĩ mà buột miệng nói ra, cô ta lặng lẽ lui sang một bên. Lưu Diễm Hồng cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói, "Đúng rồi, gần đây sao không thấy thằng nhóc Trương Dương đâu nhỉ?" Nhắc tới Trương Dương, Lý Trường Vũ không khỏi thở dài, chuyện lần này đã đá kích hắn rất mạnh, sau khi Vương Quân giao chết hắn cũng mất tích, tôi không biết là hắn đã đi đâu. Lưu Diễm Hồng nói, chuyện lần này Trương Dương có công từ đầu tới cuối. Lý Trường Vũ nói, chị sợ hắn cũng không cần bất kỳ lời khen ngợi nào. Y cũng hiểu khá rõ Trương Dương, y cũng biết Trương Dương bởi vì sao mà trở nên xa suốt tinh thần như vậy, nhưng ở trước mặt Lưu Diễm Hồng y cũng không tiện nói. Lưu Diễm Hồng nói, bảo hắn mau chóng phấn chấn lại đi, biện pháp tốt nhất chính là sớm ngày quay lại công tác. Lý Trường Vũ nói, để sau hắn nói đi, để hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian đã. Lưu Diễm Hồng gật đầu, nói, phong đầu của chuyện khách sạn Hải Thiên và Nam Dương quốc tế đã qua rồi, tôi thấy cũng đừng xử lý hắn quá nặng, dẫu sao thì lần này hắn cũng tính là có công chuộc tội. Kỳ thật Lưu Diễm Hồng căn bản không cần phải nói giúp cho Trương Dương, Lý Trường Vũ trên cảm tình thì thân với Trương Dương hơn cô ta nhiều, Lý Trường Vũ gật đầu, y vốn chuẩn bị xử phạt cảnh cáo Trương Dương, nhưng hiện tại Nam Tích đã loạn như thế này. Sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung nên vụ án tham ô lớn của bọn Từ Quang Nhiên, chẳng ai rảnh mà đi quan tâm tới chút chuyện nhỏ trước kia của Trương Dương, nghĩ tới chuyện này cũng thấy buồn cười, Từ Quang Nhiên một lòng muốn đánh Trương Dương ra tầm mắt của công chúng. Nhưng vòng một vòng, chuyện lại vẫn quay lại trên đầu y. Trương Dương ở lại Xuân Dương một đêm, ngày hôm sau liền cùng bọn Hải Lan về Giang Thành, Hồ Nhân Như và Hà Hâm Nhan bận chuyện của công ty quảng cáo nụ cười, kỳ nghỉ xuân này khó khăn lắm mới bớt ra được vài ngày, vốn muốn ở cùng với Trương Dương thêm mấy ngày vui vẻ đón năm mới đáng tiếc là chuyện bên kia không thể trì hoãn được, phải lập tức trở về xử lý nghiệp vụ. An ngữ thần cũng đi vào cùng ngày với các cô, cô ta vốn muốn tới tham gia lễ đính hôn của An Đạt Văn, đúng là tới cũng vội mà đi cũng vội. Chỉ còn lại có Hải Lan ở lại bên cạnh Trương Dương, hai người về căn biệt thự gỗ ở Hồ Nam, Hải Lan nhìn ra Trương Dương vẫn có chút buồn bã chán trường, cô ta kéo Trương Dương ngồi xuống salon, ôn nhu nói ai cũng đều rất lo cho anh, bọn họ đi mà đều không an tâm trương dương cười nhạt nói anh không sao kỳ thật anh so với trong tưởng tượng của bọn họ thì kiên cường hơn nhiều hải lan gật đầu nói em tin cô ta dựa vào lòng trương dương kéo tay trương dương quàng qua vai mình nói khẽ trương dương anh còn nhớ khi chúng ta quen nhau ở xuân dương không trương dương gật đầu nói vẫn nhớ hải lan nói trước khi gặp anh em từ giang thành tới xuân dương đoạn thời gian đó là thời gian tồi tệ nhất trong nhân sinh của em mỗi lần về tới nhà ở xuân dương em đều một mình nhìn lại mình trong gương, em ở sâu trong lòng rất khinh bỉ mình, phỉ nhổ mình, em muốn trốn tránh, nhưng lại không có dũng khí để trốn tránh, em thậm chí còn nghĩ tới cái chết, nhưng vào lúc đó, anh đã xuất hiện, sinh mệnh của em từ đó lại có được ánh sáng, em cuối cùng cũng biết cái gì gọi là tình cảm. Em biết trên thế giới này còn có người quan tâm tới em, còn có người nguyện ý vì em là bất chấp tất cả. Chương 650, giảm sức ép. Trương Dương nói, anh khi đó giống như một chàng trai ngốc nghếch. Hải Lan mỉm cười, nụ cười của của cô ta đẹp như cầu vồng sau mưa, lần đầu tiên em nhìn thấy anh, cảm thấy anh chính là một đứa bé to xác bướng bỉnh, thô lỗ bất lịch sự. Trương Dương không khỏi bật cười, hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện dẫn Hải Lan đi ăn thịt lừa, khi đó hắn quả thật là rất thô tục và bất lịch sự, mới tới thời đại này, biểu hiện của hắn giống như là người nguyên thủy, đối diện với Hải Lan xinh đẹp khêu gợi, cái đầu tiên mà hắn nảy sinh ra là dục vọng của bản năng. Hải Lan nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn, "Trương Dương, nếu không có anh, sẽ không có em ngày hôm nay." Trương Dương nói, "Cho tới giờ, anh quá phóng túng tình cảm của mình, trước giờ chưa từng suy nghĩ tới cảm thụ của bọn em, sự ra đi của Gai Đồng khiến anh bắt đầu nghĩ lại tất cả những gì của mình trước kia, anh quá ích kỷ, anh muốn chiếm hữu tất cả những gì mà mình thích, nhưng anh lại không có năng lực bảo vệ bọn em." Giọng nói của Trương Dương có chút run rẩy mỗi lần nhớ tới điểm này, nội tâm của hắn lại cảm thấy đau nhói. Hải Lan lắc đầu, ôm lấy mắt Trương Dương, là em nguyện ý mà. Thời gian giống như đội nhiên trở về khi họ còn ở Xuân Dương, nhớ tới nhà trọ của Hải Lan, nhớ tới sân thượng, nhớ tới cái đêm khiến bọn họ mê loạn đó. Đôi môi ướt át của Hải Lan nhẹ nhàng hôn lên môi Trương Dương, mang theo hơi thở hồn hền, ôn nhu nói yêu em đi. Trương Dương nhìn Hải Lan, Hải Lan vươn tay ra cởi quần áo của hắn, trương dương đột nhiên đẩy hải lan xuống salon hai người quấn vào nhau điên cuồng xé quần áo đối phương điên cuồng vuốt ve nhau trong ấn tượng của trương dương hải lan chưa từng điên cuồng như ngày hôm nay vào phút giây trương dương tiến vào trong cơ thể hải lan trương dương cảm thấy thân thể của hải lan vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị hắn đột nhiên hiểu ra hải lan là muốn thông qua phương thức này để giúp mình giảm bớt áp lực trương dương khựng lại hải lan nhai bén phát giác ra biến hóa của hắn tứ chi quấn chặt lấy trương dương dán chặt thân hình nóng bỏng vào người hắn ôn nhu nói đừng nghĩ gì cả em muốn anh yêu em làm thế nào cũng được trương dương ôm chặt lấy hải lan hải lan cũng ôm lấy thân hình cường tráng của hắn cảm thụ được một luồng khí nóng đang chảy vào sâu trong cơ thể của cô ta cô ta không đành lòng nhìn thấy trương dương bị khốn trong áp lực trầm trọng như vậy cô ta muốn dùng phương thức của mình để giúp hắn phóng thích bản thân đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm quanh vành tai trương dương tiện đà dùng hàm răng chỉnh tề cắn nó rồi nói khẽ anh là nam nhân của em, anh phải kiên cường, anh phải khiến cho em kiêu ngạo. Trương Dương đứng ở ban công biệt thự Hồ Nam, nhìn hoàng hôn ở phương xa, ngày đông của Hồ Nam có chút lạnh léo, tuyết tuy đã thôi rơi, nhưng gió vẫn rất mạnh, Hải Lan tắm rửa xong liền mặc áo nhung bước ra, từ đằng sau ôm lấy Trương Dương, bên ngoài gió to lớn, mau về đi. Trương Dương cười cười, quàng vai cô ta bước về phòng, hắn hiểu rằng, mình không thể nào cả ngày sống trong bi thương được, hắn phải sống tốt vì những người yêu hắn, quan tâm đến hắn. Tư thế đi lại của Hải Lan dường như không được tự nhiên lắm, Trương Dương hơi suy nghĩ một chút liền biết là duyên cơ gì, quan tâm nói anh làm em đau hả? À? Hải Lan mặt đỏ lên, có chút xấu hổ rủ lông mi xuống, không sao, sớm biết rằng như vậy, thật sự nên bảo nhân như cũng ở lại. Ngôn ngoại chỉ ý là, một mình mình không chịu nổi hắn. Trương Dương giang tay ra, bế ngang hải lan lên tay hải lan quàng cổ hắn nói khẽ em có tính là xả thân cứu người không trương đại quan nhân nói cổ xưa có cao tăng cắt thịt nuôi chim ưng hôm nay có chị lam xả thân cứu người có điều em phải chuẩn bị tốt tư tưởng cả đời này em sẽ phải làm vậy đó hải lan nói khẽ sớm đã chuẩn bị tư tưởng rồi có điều sao có điều vẫn không chịu nổi anh ơn đó thật sự giống như một con lừa vậy trương dương bật cười nhìn ra tâm tình của hắn đã tốt hơn nhiều rồi. Hải Lan nói, tối nay ăn lẩu nhé. Trương Dương nói, được, thuận tiện uống chút rượu. Hải Lan giấy khỏi lòng hắn, tự bước xuống, cởi áo nhung ra, nói, rượu có thể làm loạn tính, tốt nhất là đừng uống. Trương Dương nói, em không phải là định xả thân cứu người sao. Hải Lan nói, hiện tại xả thân cứu hổ rồi, anh không phải là người, mà là một con hổ, một con lừa, Cô ta vừa nói vừa cười khúc khích chạy vào trong phòng bếp. Trương Dương đi vào trong phòng khách rồi ngồi xuống, những ngày này hắn đắm chìm trong bi thương, cách ly bản thân ra khỏi xã hội hiện thực, hôm nay đột nhiên có một loại cảm giác như được quay trở lại hiện thực. Trần Tuyết có câu nói rất đúng, mình không thể nào truyền tình tự bi thương sang cho những người quan tâm mình được, hắn phải chôn sâu dai đồng vào trong lòng, giai đồng đã trở thành một bộ phận trong tâm linh của hắn, vĩnh viễn không thể phai nhạt, vĩnh viễn không thể nào quên mở tv ra trên tv đang phát tin tức giang thành bí thư thị ủy giang thành đỗ thiên giã tới viện phúc lợi thăm hỏi trẻ mồ côi và phát biểu trương dương bỗng nhiên nhớ tới một chuyện một chuyện thủy chung là hắn khốn nhiễu vương quân giao tuy rằng đã chết nhưng cô ta và hứa gia dũng rốt cuộc là có quan hệ gì năm đó những thanh niên trí thức của thôn tiểu thạch loa đó rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì hải lan đã chuẩn bị xong lẩu đi tới ngồi xuống bên cạnh trương dương bóc một quả khai tâm bỏ vào trong miệng cô ta không có hứng thú lắm đối với tin tức chính trị, từ lúc cô ta tới đài truyền hình tinh không của Hong Kong, đối với tin tức trong nước càng ít chú ý hơn, cô ta liếc một cái lên màn hình, mỗi lần tới ngày hội trọng đại, những lãnh đạo này liên bắt đầu ra ngoài diễn trò. Trương Dương nói, Lão Đỗ là một người làm việc thật. Hải Lan nói, chính trị nội ngoại cổ kim đều thế cả, toàn bộ đều không nằm ngoài diễn trò, diễn trò cũng không có gì là đáng trách, nếu có thể đồng thời vào lúc diễn trò làm một số việc thật sự đó chính là một quan viên không tồi trương dương nói con đường quan trường này thật sự là không dễ đi những năm này anh nhìn thấy quá nhiều người ở bên cạnh mình ngã xuống rồi hải lan nói đó là bởi vì quá nhiều người có tâm tư quá nặng không làm lợi cho mình chỉ làm lợi cho người những lời nói này chỉ tồn tại trong sách giáo khoa chính trị trương dương nói em hình như có chút oán niệm đối với thể chế trong nước thì phải hải lan nói đương nhiên là có oán niệm rồi anh thích xem tin tức chính trị hay là xem em đây? Trương Dương cười nói, được rồi, không xem nữa, không xem nữa, anh ăn cơm với em. Hải Lan cười nói, em chỉ nói đùa thôi, anh là cán bộ quốc gia, chú ý tới tin tức cũng là chuyện tất nhiên, anh cứ xem đi, em đi chuẩn bị. Cô ta đứng dậy vào bếp. Trương Dương cũng không có hứng thú lắm với tin tức của Giang Thành, dù sao hiện tại hắn đã tới Nam Thích, chuyện của Giang Thành không có liên quan gì tới hắn, cầm điều khiển tắt TV đi nghe thấy hải lan nói trương dương anh còn nhớ những lời mà em nói với anh lúc trước không lời nào hải lan nói học thâm nho đen tối ấy trương dương đương nhiên là nhớ hắn đi tới cạnh bàn nói khẽ lúc mới đầu dân phong thuần phát không thâm không đen đột nhiên có người vừa thâm vừa đen thế là hắn độc chiếm ưu thế mọi người thấy vậy tranh nhau bắt trước mọi người đều vừa thâm vừa đen anh không thể khống chế tôi tôi không thể áp chế anh chỉ có một người không thâm không đen thì người này trở thành tín ngưỡng của tất cả mọi người, độc chiếm ưu thế. Ví dụ như thương trường, lúc ban đầu thương nhân đều bán hàng thật giá thật, đột nhiên có người bán hàng giả, thế là người này kiếm được rất nhiều tiền. Mọi người tranh nhau bắt trước, toàn thành phố đều là hàng giả, chỉ có một nhà bán hàng thật, thế là người mua như mây, thủy chung không suy không bại. Hải Lan gật đầu, nói chính là những lời này đó, anh ở trong quan trường cũng được vài năm rồi, theo hắn trong đó ai là người không thâm đen ai là người thâm đen trương dương vẫy vẫy tay nói thâm quá hải lan nhìn ra sự giảo hoạt của hắn gắt đừng có đánh chống lảng nói mau trương dương nói thâm đen cũng được không thâm đen cũng được đối với kẻ thâm đen chúng ta phải thâm đen hơn hắn đối với người rộng lượng chúng ta phải lấy lễ đối đãi đạo làm quan là tạo phúc cho dân chỉ cần có thể đạt được mục đích này cho dù là dở chút thủ đoạn thì cũng không có gì là đáng trách cả hắn vòng một vòng lại quay về trả lời chính diện câu hỏi của hải lan hải lan nhìn thấy trương dương cuối cùng cũng khôi phục lại được vài phần tinh khí thần trong lòng cũng thầm cao hứng cô ta nói khẽ nam tích lần này xảy ra chuyện lớn như vậy anh sau khi về có phải là sẽ được thăng quan không trương dương lắc đầu nói làm việc thủy chung phải khiêm tốn chuyện của vận hội tỉnh anh vẫn còn chưa làm xong có điều lý trường vũ lên làm bí thư là một chuyện tốt ít nhất thì quan trường nam tích cũng có thể được chỉnh đốn lại Hải Lan bỏ thịt dê vào trong bát Trương Dương, anh chuẩn bị lúc nào thì đi làm lại. Tạm thời vẫn chưa nghĩ tới chuyện đi làm, anh định ở lại Giang Thành thêm vài ngày, có một cố chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Hải Lan rót đầy rượu Mao Đài vào trong cốc thủy tinh của hắn, còn rót vào ly của mình rượu Liễu Chi Hoa Sĩ, rồi cười nói, chúc anh công tác thuận lợi, trên quan trường từng bước lên cao. Trương Dương chạm cốc với cô ta, Uống một ngụm rượu to rồi nhớ tới chuyện của công ty quảng cáo nụ cười, có tin tức của Hà Trác thành không? Hải Lan bỏ chén rượu xuống rồi gật đầu, nói: "Năm ngoái y có gọi điện cho Hâm Nhan, lúc ấy đang ở Hải Nam, Hâm Nhan bảo y trở về xử lý chuyện này, y sợ quá vội vàng gác máy, người này đúng là vô trách nhiệm." Trương Dương nói: "Tính khí của Hâm Nhan rất cương ngạnh, lần này anh luôn thấy rằng cô ấy đang cảm thấy có lỗi với anh." Hải Lan nói: "Cũng may mà anh không sao." Chuyện của công ty quảng cáo nụ cười bọn em trên cơ bản cũng đã giải quyết rồi. Phiền phức của anh mà lại bắt bọn em giải quyết, thật là xấu hổ. Ở trong lòng anh vẫn coi bọn em là người ngoài à? Hải Lan không khỏi oán trách. Trương Dương cầm chén rượu lên, nói khẽ, bọn họ đi gấp thế, công ty thật sự có chuyện phải làm à? Mắt Hải Lan đảo quanh, mặt hơi đỏ lên, vẻ mặt của cô ta tất nhiên là không giấu được Trương Dương, kỳ thật trước chuyện cô ta và Hà Hâm Nhan Hồ Nhân Như đã thương lượng rồi, tuy ba người đều muốn vào lúc này ở cạnh Trương Dương nhiều hơn, nhưng nghĩ rằng người ở lại càng nhiều thì ngược lại càng bất lợi cho khuyên nhủ hắn, nghĩ đi nghĩ lại quyết định để Hải Lan ở lại, Hải Lan vì giúp đỡ Trương Dương cũng phí hết tâm tư, muốn phóng thích áp lực có rất nhiều loại phương thức, cách mà Hải Lan lựa chọn cũng tính là hữu hiệu. Trương Dương nhìn thấy vẻ mặt của Hải Lan, trong lòng liền minh bạch nỗi khổ tâm của bọn họ, liền nói khẽ em yên tâm đi, anh sau này sẽ không tiêu trầm như vậy nữa đâu. Hải Lan nói, anh phải có trách nhiệm, anh lừa nhiều cô gái như vậy thì phải tận trách nhiệm với họ. Trương Dương nói, anh sẽ cố gắng. Hải Lan đỏ mặt, nói anh tốt nhất hãy lưu lại chút khí lực, thật sự là sợ bị anh giày vò đến chết. Trương Dương đột nhiên đến thăm khiến Đỗ Thiên Giã cảm thấy kinh hỉ, gã cũng nghe nói tới chuyện của Trương Dương, khá là lo lắng tới tình trạng của vị tiểu huynh đệ này, nhìn thấy Trương Dương tuy rằng gầy đi một chút, nhưng tinh thần vẫn tính là không tồi, đỗ thiên giã cuối cùng cũng yên lòng gã cười cười mời trương dương vào văn phòng của mình trương dương thằng ôn cậu đúng là chẳng ra sao cả năm mới mà chẳng chịu gọi điện chúc tết tôi nổi một cú trương dương nói tôi gần đây liên tục gặp vận xui sợ truyền nhiễm vận xui sang anh cho nên mới không liên hệ với anh đỗ thiên giã cười nói vớ vẩn sao mà mê tín thế chúng ta không tin những cái này trương dương ngồi xuống salon đỗ thiên giã bảo thư ký ngô vĩnh tân mới tới đi pha trà trương dương nói có thư ký mới rồi à sao không chọn một nữ thư ký đỗ thiên giã trừng mắt lườm hắn cậu sao nói vô nghĩa thế chúng ta làm sao mà được chọn thư ký nữ trương dương nói mỗi lần gặp anh tôi đều thấy lo lắng cho anh lo lắng gì cho tôi lo anh cứ ở vậy cả đời không chịu lấy vợ đỗ thiên giã bật cười ha ha thư ký ngô vĩnh tân pha trà xong đặt ở trên bàn uống trà liếc trương dương một cái rồi vội vàng ra ngoài Đỗ Thiên Giã nói, tiểu ngô ngày suy nghĩ cũng không được linh hoạt lắm. Đỗ Thiên Giã sở dĩ phát ra câu cảm thán này là bởi vì Ngô Vĩnh Tân so với thư ký giang nhạc cũ của gã thì kém hơn nhiều, đầu óc của Ngô Vĩnh Tân này kém giang nhạc không chỉ một bậc. Trương Dương nói, có từng nghĩ tới để giang nhạc quay lại không? Đỗ Thiên Giã nói, thằng ôn đó đầu óc quá linh hoạt, cho nên mới phạm sai lầm. Gã nhìn Trương Dương một cái rồi nói, cậu cũng là người thông minh vặt, Trương Dương nói, thông minh bị thông minh hại, tôi phát hiện người thật sự có đại trí tuệ thì đều luôn nội liếm. Tôi thấy cậu cả đời này cũng không thể nào học được nội liếm đâu, cậu cũng giống như tên của cậu ý danh. Hai người đồng thời bật cười, Trương Dương cầm chén trà lên uống một ngụm, nói khẽ tôi muốn nhờ anh một việc. Đỗ Thiên Giã không đợi hắn nói ra đã đoán được mục đích của hắn, vẫn là chuyện liên quan tới bức ảnh đó à. Trương Dương gật đầu, vương quân giao đã chết rồi, tôi tận mắt nhìn thấy thi thể của cô ta đến bây giờ tôi vẫn không thể nào làm rõ được một chuyện giữa cô ta và hứa thường đức rốt cuộc có quan hệ gì vì sao muốn báo thù cho hứa thường đức đỗ thiên giã nói cậu hoài nghi vương quân giao là muốn báo thù cho hứa thường đức trương dương nói chuyện của giai đồng là vương quân giao sai người khác làm cô ta lợi dụng chuyện của giai đồng dụ tôi tới nước mỹ cũng dụ cả bí thư cố và cố minh kiện đến nước mỹ nhân cơ hội xuống tay ở đó tôi ban dầu cho rằng giai đồng là vì tôi mà gặp báo thù, nhưng về sau tôi mới phát hiện, tôi chỉ là một trong số đó, lúc ấy chuyện của hứa thường đức là bí thư cố khởi sướng, cho nên cô ta hận cả bí thư cố. Đỗ Thiên Giã không nói gì. Trương Dương lại nói, anh còn nhớ chuyện lúc trước anh ở núi Thanh Đài bị người dân vây công không? Đỗ Thiên Giã sao có thể quên được, bởi vì sự kiện đó, cha thân sinh của gã suýt nữa bị bỏ tù, Tô viện viện bởi vì mẹ của cô ta là chấm tính hiền mà phải nói chứng cứ giả căn cứ theo lời cha nói trầm tính hiền và đại ca của mình trần thiên trọng từng có quan hệ yêu đương nhưng cho dù là vậy bà cũng không nên hãm hại cha mình đỗ thiên giã nói khẽ vương quân giao nếu đã chết rồi chuyện này chẳng khác nào kết thúc có cha nữa cũng chẳng có ý nghĩ gì trương dương nói chẳng lẽ anh không cảm thấy tò mò ư giữa đại ca anh và trầm tính hiền giữa vương quân giao và hứa thường đức giữa bọn họ rốt cuộc là đã phát sinh điều gì. Đỗ Thiên Giã nói, mỗi người đều có bí mật thuộc về mình, cậu cũng đã gặp mẹ của Tô Viện Việt, nhưng chuyện này cho dù chúng ta có đi hỏi thì bà ta cũng không nói thật đâu. Trương Dương nói, tôi đã tra một số tài liệu, hứa ra dũng sinh tháng Y năm 1967, mà Vương Quân Giao vừa hay vào những năm này nhập cư trái phép ra nước ngoài, hứa thường Đức và vợ Y 4 tháng sau liền sinh hứa ra dũng, anh cũng biết đó, vào những năm 60, mang thai trước khi kết hôn, có con mới thành hôn là chuyện rất ít, hứa thường đức thân là một đảng viên, một phần từ tích cực, y liệu có để ý tới ảnh hưởng hay không? Đỗ Thiên Giã nói, cậu muốn chứng minh điều gì? Chứng minh hứa gia dũng là con trai của hứa thường đức và vương quân giao ư? Tỉnh lại đi, bất kể là có chuyện này hay không thì hiện tại ba người bọn họ cũng đã chết rồi, cậu cho dù chứng minh được tất cả những điều này thì có nghĩa lý gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Trương Dương không nói gì. Đỗ Thiên Giã lại nói, chuyện của đại ca tôi tôi cũng không muốn cha nữa, vào những năm đặc thù đó, tình cảm quan của con người không giống như chúng ta hiện tại, chúng ta không có tư cách đi bình phán sự đúng sai của họ. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, người đương sự cũng đã chết rồi, cứ để tất cả thành hồi ức đi. Trương Dương thở dài nói, có lẽ anh nói đúng. Đỗ Thiên Giã vỗ vai hắn, nói Trương Dương, tôi biết chuyện gần đây đã đả kích cậu rất mạnh, nhưng người sống trên đời, tất cả thất bại gì cũng đều gặp hết nhưng chuyện đã xảy ra dù sao cũng đã xảy ra rồi, chúng ta không thể thay đổi được gì, tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là đối diện với hiện thực. Tôi tin rằng suy đoán của cậu là chính xác, nhưng cậu phải hiểu rằng tất cả đều đã qua rồi. Cậu không thể nào cứ nghĩ mãi tới chuyện này được, phải học cách quên đi, không làm được điểm này, cả đời này cậu sẽ không được vui đâu. Trương Dương gật đầu, có chút mờ mịt dựa vào ghế, đã qua rồi. Đỗ Thiên Giã nhìn ra trạng thái của Trương Dương vẫn không tốt, quan tâm hỏi, hay là cậu ra ngoài đi du lịch cho khuây khỏa. Trương Dương nói, có lẽ tôi nên mau mau quay về với công tác, chỉ có công tác mới có thể khiến tôi không tiếp tục nghĩ tới những chuyện khác nữa. Đỗ Thiên Giã nói, có muốn về Giang Thành công tác không? Đỗ Thiên Giã sở dĩ đề xuất đề nghị này, thuần túy là từ xuất phát là từ góc độ bằng hiếu, gã thật sự không đành lòng nhìn thấy Trương Dương cứ ở trong trạng thái đe mê như vậy. Lúc trước Trương Dương rời khỏi Giang Thành tới Nam Tích, Đỗ Thiên Giá cũng có chút không nỡ để hắn đi, hiện tại Lý Trường Vũ cũng đã tới Nam Tích, Đỗ Thiên Giá cảm thấy bên cạnh càng thiếu nhân thủ, cho nên đề xuất chuyện này, trong mắt gã, có lẽ Trương Dương về quê hương công tác thì sẽ giúp vết thương trong lòng hắn sớm ngày lành lại. Trương Dương cười nói, cảm ơn hảo ý của anh, chuyện vận hội tỉnh tôi vẫn chưa làm xong, làm người làm việc đều phải đến nơi đến chốn. trước khi vận hội tỉnh kết thúc, tôi không muốn nghĩ tới những chuyện khác, và lại, ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu, tôi cũng vậy đỗ thiên giã cười mắt hỗn tiểu tử nể mặt mà không cần mặt lúc này ngô vĩnh tân gõ cửa bước vào gã là tới nhắc nhở đỗ thiên giã đi họp trương dương đứng dậy nói bí thư đỗ tôi không làm chậm trễ chính sự của anh nữa đỗ thiên giã nói thằng ôn cậu đừng có vội đi tối nay tôi mời cậu ăn cơm trương dương nói lát nữa rồi nói xong mấy ngày nay hắn thật sự là không có lòng dạ nào mà uống rượu Đỗ Thiên Giã nói, chờ tôi xong việc sẽ điện thoại cho cậu. Hay là để tôi gọi điện thoại cho anh, di động của tôi mất rồi, vẫn còn chưa kịp mua cái mới. Đỗ Thiên Giã cười nói, thật sự định cách tuyệt với đời à. Trương Dương nói, tôi cũng muốn lắm, đáng tiếc tôi chính là một tục nhân, cả đời này cũng không thể thay đổi được. Đại sảnh Trương Dương tới đại sảnh ở tầng 1 thì gặp bộ trưởng tổ chức thành phố Giang Thành Từ Biêu, Từ Biêu đang nói chuyện với một người trung niên da ngăm đen, người nọ chính là phó thị trưởng thường vụ tân nhiệm thành phố Giang Thành Tào hướng Đông. Từ Bưu nhìn thấy Trương Dương liền vui mừng nói: "Trương Dương, cậu về khi nào đó?" Trương Dương cười cười đi tới, vươn tay ra bắt tay với Từ Bưu, về đón năm mới, vừa gặp bí thư Đỗ xong. Từ Bưu kéo tay Trương Dương giới thiệu với Tào Hướng Đông, Tào Hướng Đông làm người vô cùng khiêm tốn, y chủ động vươn tay về phía Trương Dương, "Trương Dương, tôi đã nghe đại danh của cậu từ lâu." Trương Dương nói: "Thị trưởng Tào, Tôi nào có danh khí lớn như vậy, phải là tôi nghe danh ngài từ lâu mới đúng. Hắn đã từng nghe nói về Tào Hướng Đông, biết Tào Hướng Đông trước đây là phó thị trưởng thành phố Bắc Cảng, cũng là một cán bộ trẻ tuổi có tiền cảnh nhất của tỉnh Bình Hải, rất được tỉnh trưởng Tống Hoài Minh thưởng thức. Vốn Tống Hoài Minh có ý để Tào Hướng Đông tới Nam Tích tiếp nhận chức phó thị trưởng thường vụ của Trần Hạo, nhưng bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương đã an bài Lý Trường Vũ để Tào Hướng Đông tiếp nhận phó thị trưởng thường vụ thành phố Giang Thành thay Lý Trường Vũ tuy rằng ngoài mặt tào hướng đông được đề thăng. Lý Trường Vũ chỉ là điều động cung cấp, nhưng phát triển về sau lại rất khác biệt. Từ quang nhiên xuống ngựa, Lý Trường Vũ thành người được lợi lớn nhất, từ phó bí thư thị ủy, phó thị trưởng thường vụ thăng lên thành bí thư thị ủy nam tích, mà tào hướng đông cũng là phó thị trưởng thường vụ thì không tốt số như vậy. Đứng ở đội khác nhau quyết định sự phát triển khác nhau, nếu hai người đổi chỗ, rất có thể bí thư thị ủy Nam Tích hiện tại sẽ tào hướng đông. Tào Hướng Đông mỉm cười nói mỉm cười nói, Phó Thị trưởng Lý đi rồi, tôi tiếp nhận công tác của anh ta. Hiện tại hạng mục sân bay mới Giang Thành do tôi phụ trách. Tiểu Trương à, cậu là công thần số một của hạng mục sân bay mới. Trước giờ tôi luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn công sức của cậu trước đây. Trương Dương cười nói, thị trường Tào quá khách khí rồi. Tào Hướng Đông nói, muốn mời không bằng chẳng may gặp, trưa nay cùng nhau đi ăn cơm đi. Trương Dương vốn đã hẹn với Hải Lan, cô ta ở nhà chuẩn bị bữa trưa. Mình sẽ về ăn cơm, đang chuẩn bị chối từ thì Tào Hướng Đông nói, "Hôm nay mấy người phụ trách của hạng mục sân bay mới cùng nhau đi ăn cơm, chủ nhiệm thường cũng sẽ tới đây, đều là người quen của cậu, mọi người ôn lại chuyện xưa cũng hay." Trương Dương nghe nói Thường Lăng Phong cũng tới, nhất thời thay đổi chủ ý, hắn gật đầu nói cũng tốt. Tào Hướng Đông buông tay Trương Dương ra, cười cười với Từ Bưu, "Bộ trưởng Từ, hai người đi trước đi, tôi về văn phòng một chuyến rồi lập tức tới ngay." Từ Biêu và Trương Dương đi ra cửa, Trương Dương mượn điện thoại di động của Từ Biêu, gọi điện thoại cho Hải Lan, nói với cô ta rằng trưa nay mình không về ăn cơm được. Hải Lan nghe hắn nói không về, không khỏi có chút mất mát, nhẹ giọng nhắc nhở anh uống ít một chút. Trương Dương dập máy trả lại cho Từ Biêu, Từ Biêu cũng có nghe nói về chuyện của Trương Dương, có điều những chuyện không vui này cũng không tiện nhắc tới, Từ Biêu nói buổi tối có rảnh không? Tới nhà tôi uống rượu, con gái con trai tôi đều về rồi trương dương cười nói lần này không tiện quấy dày tôi ở giang thành đã quá mấy ngày tối nay đã hẹn với bí thư dỗ đi ăn cơm rồi sáng mai tôi phải trở về nam tích từ biu nói vậy lần này chẳng phải là không có cơ hội ư trương dương cười nói kiểu gì cũng có mà tôi có phải là sẽ không về nữa đâu bộ trưởng từ ngài có rảnh thì tới nam tích chơi đi tôi dẫn ông đi tham quan từ biu không khỏi phàn nàn công tác bận lắm lấy đâu ra thời gian Trương Dương, bộ tổ chức bận như vậy à? Từ Biêu nói, nam tích các cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, Bí Thư Kiều rất giận, ông ta hạ lệnh cho Bình Hải chúng ta khai triển hành động tự tra tự luật cán bộ trong phạm vi lớn, ủy ban kỷ luật và bộ tổ chức dẫn đầu, tôi thấy năm nay khó mà được yên rồi. Hai người lên xe pí chắp của Trương Dương, Trương Dương lái xe tới thị chính phủ nhất chiêu, xe của Hắc vừa đỗ ở trước sảnh ảnh thì có mấy người vây lên. Trương đại quan nhân càng ngày càng phát hiện chiếc xe bí chắp này của hắn rất gây chú ý, người khác nhìn thấy chiếc xe này lập tức sẽ đoán được là hắn tới. Có điều vây tới toàn là mấy người quen, Trương Dương mở cửa xe bước xuống, nhìn thấy Tôn Đông Cường vừa tiếp nhận chức vụ bí thư thị ủy phong trạch không lâu, nhìn thấy thị trưởng mới trúng cử Trần Gia Niên, trong đó cũng có người bạn thân của hắn Thường Lăng Phong, Tần Bạch cũng có mặt. Tuy rằng trước đây giữa Tôn Đông Cường và Trương Dương từng có một đoạn thời gian đối lập nhau, nhưng về sau lại bởi vì đối thủ chung là Thẩm Khánh Hoa, bọn họ liền bắt tay với nhau, hơn nữa phối hợp rất ăn ý, tôn đông cường thuận lợi thăng chức, trong lòng đối với Trương Dương vẫn rất cảm kích. Gã bước lên bắt tay Trương Dương, tươi cười nói, chủ nhiệm Trương, thật sự không ngờ anh lại đến. Trương Dương cười nói, nghe nói đám bạn cũng đều ở đây, tôi đương nhiên phải tới chào hỏi rồi. Trần Gia Niên nói, chủ nhiệm Trương, còn ho rằng anh sau khi thăng chức sẽ quên đám người chúng tôi chứ. Trương Dương nói, làm sao mà quên được, thật ra hắn với đám người tôn đông cường, Trần Gia Niên cũng không thể nào gọi là bạn bè được, có điều nhìn thấy cố nhân trong lòng vẫn cảm thấy rất thân thiết ấm áp Trương Dương đột nhiên phát hiện, mình trong thể chế không phải là toàn kẻ thù, hắn cũng có rất nhiều bạn bè, hắn cũng tạo phúc cho rất nhiều người, làm quan một nhiệm tạo phúc một phương, hắn không dám nói là toàn bộ, ít nhất một bộ phận kha khá người cũng nhận được lợi ích từ hắn. Mọi người cùng nhau tiến vào nhà ăn, người đi vào trước tiên là Từ Biêu, Trương Dương và Tần Bạch thường lăng phong thụt lại phía sau, Trương Dương nói với Tần Bạch, Tần Bạch, chú Tần à ở nhà. Tết năm nay bởi vì tình tự không tốt, hắn cũng không tới chúc Tết những trưởng bối này, nghĩ lại cũng thấy thật là thất lễ. Tần Bạch nói, ở nhà, nói xong lại bổ sung một câu, chị tôi cũng chưa đi. Tần Bạch đương nhiên không có nhiều tâm tư như người khác, gã ít nhiều cũng biết quan hệ giữa chị gái và Trương Dương, cho nên rất tự nhiên nói ra, Trương Dương nghe nói Tần Thanh vẫn ở Giang Thành, trong lòng vui vẻ, nhưng hắn ở trước mặt nhiều người như vậy tất nhiên là không tiện hỏi tiếp. Tần Bạch không biết chuyện gần đây xảy ra với Trương Dương, nhưng Thường Lăng Phong thì lại nắm rất rõ tình hình gần đây của Trương Dương, là bằng hiếu, gã cũng đã vài lần gọi điện thoại cho Trương Dương, đáng tiếc di động của Trương Dương Thủy chung không thông, hôm nay có thể gặp ở đây, cũng là một chuyện kinh hỉ. Thường Lăng Phong rất muốn nói chuyện với Trương Dương, xem xem có thể giúp gì cho hắn hay không, nhưng loại trường hợp này không thích hợp tâm sự riêng. Có điều thấy trạng thái của Trương Dương tựa hồ đã khôi phục lại một chút, Trương Dương nói với Thường Lăng Phong, Lăng Phong, công trình sân bay mới tiến triển thuận lợi không? Thường Lăng Phong nói, tất cả đều tiến hành thuận lợi, phỏng chừng trước một tháng 7 năm sau khẳng định có thể hoàn công, vừa hay làm một món quà mừng Hong Kong trở về. Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm Hết chương 650